quý khán thính giả mời đóng truyền hình KVLA được phát sóng trên băng tần 56.5 Galaxy 19 và My TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tiệm vàng Thanh Thủy như thường lệ đến với chúng ta trong ngày thứ ba để bán những cái món nữ trang mà quý vị yêu thích trong chương trình giá rẻ bất ngờ. Vâng, kính thưa quý vị, cô Thanh Thủy cũng vừa mới chạy đến cho cô đang còn gắn cái micro vô, nhưng mà chắc là để biết chăm hép cho cô để gắn cái micro vô cho nó dễ dàng một tí xíu. Vâng, thưa quý vị, chương trình vẫn tiếp tục là nếu mà quý vị mua, quý vị ra lấy hàng để chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái bốc thăm trúng thưởng nha quý vị. Cái đó là những cái mà cô Thanh Thủy đã cái kêu giống như là người ta gọi là cái sự gọi là cảm ơn đến quý vị đã mua, đã ủng hộ cho cái chương trình của cô Thanh Thủy vào ngày thứ ba. Và mời quý vị hãy, nếu mà quý vị không có ở nhà để có TV thì quý vị có thể dùng trên website, quý vị đánh chữ www.kvla.tv, hoặc là quý vị vào YouTube cũng ở trên cái phone của quý vị, đánh chữ bán vàng livestream để quý vị nhìn thấy cái chương trình của ngay lúc này để cho quý vị mua sắm một cách dễ dàng. Vâng, và bây giờ mời Thanh Thủy. Hồi nãy giờ vô ra đó hả? Con bảo là bố để vô vô đó hả? Anh bảo bố trễ lần sau đó, trễ là cho con bị còn làm bị bố nữa đó nha. Chưa cho vô, chưa hai giờ cho vô rồi. Dạ, giỡn cho chị Bích Trâm chứ phải. Em Thanh Thủy xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình bán nữ trang giá rẻ bất ngờ hàng tuần của tiệm vàng Thanh Thủy của em từ 5 giờ đến 7 giờ, phân tầng 56.5. Đúng rồi. Chào chị Bích Trâm. Chào Thanh Thủy, hôm nay được cái cùng đến sớm sớm đừng chút gọi là đến sớm sớm mà một con chạy giống như là bị rượt vậy đó. Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có những cái gì đặc biệt thì cô Thanh Thủy sẽ tiếp tục gửi đến quý vị. Mời em. Dạ thì em cũng tiếp tục bán những món hàng giá rẻ bất ngờ đó chị. Dạ, để mình phục vụ quý khán thính giả của mình đó chị. Quý khán giả, quý đồng hương phải không? Dạ, quý đồng hương. Khách bạn gần xa đúng phải không? Dạ. Vâng, thưa quý vị, quý vị mua và quý vị ra lấy để quý vị bốc thăm trúng một miếng vàng 4 số 9, khoảng 5 gram vàng 4 số 9 nha quý vị. Rất là tuyệt vời. Nếu mà quý vị quý vị nghĩ rằng từ bây giờ cho đến cuối năm để quý vị có ngay những cái món hàng như, hoặc là được bốc thăm được cái miếng vàng 4 số 9 thì cũng là một cái niềm vui quý vị nhé. Dạ. Vâng, và bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị món hàng đầu tiên đi. Dạ. Món đầu tiên đó là mặt dây chuyền kiểu bông mai 1g6 và 14, 7 viên real emerald, 3 ly rưỡi một viên, có màu xanh lá cây và birthstone cho tháng 5. Và giá bán ngày hôm nay chỉ có 185 đô la mà thôi. Wow, quý vị nhìn thấy đó. Đây là những cái viên emerald, real emerald đó chị. Yeah. Thì cái cân nặng được 1g6 vàng, vàng 14, 7 cái viên emerald này 3 ly rưỡi. Dạ. Thì cái này đó birthstone cho tháng 5, cho những ai mà sinh tháng 5 hoặc là thích cái màu xanh xanh lá cây đó chị. Thì đây là một cái món bông mai, nó làm thành cái thành phẩm giống như cái pendant bông mai đó chị. Đeo cũng là lucky nữa đó chị. Đúng rồi. Mà giá bữa nay em đem đến với đài thì chỉ 185 đồng cho người mở hàng đầu tiên của em. Người nào mở hàng được giùm em thì em cảm ơn rất là nhiều. Em sẽ có quà riêng bí mật là sẽ có bí mật mở hàng cho những người ai đúng rồi. Sắp tới sẽ có mở hàng, người công nào mới có mở hàng thì sẽ có quà riêng cho cái người đó. Đúng rồi. Cái mà mới trong vực cứ hay hỏi em sẽ cho em sẽ cho, nhưng mà riêng cái người nào mở hàng ra tiệm em sẽ có quà riêng với người đó. Tức là bí mật, em, bí mật cho người đầu cái tiên. Đó mới là hấp dẫn đó, đó quý vị. Tại vì ai là người mở hàng thì người đó sẽ được một món quà dù to dù nhỏ, vẫn cứ là quà, nhưng mà quà phải dùng được cho điều đó là chắc chắn. Dĩ nhiên rồi. Quà em là quà thiệt chứ không phải là giả. Quà thiệt chứ không phải là quà giả đâu các quý vị. Đúng rồi. Và cái chiếc mà mặc cái pendant vừa rồi đó quý vị, bằng hàng em, bằng gemstone emerald của Colombia, 3 ly rưỡi mỗi một viên, và có tất cả là 7 viên, 7 viên là con số hên. Quý vị đi vô Pechanga hay bất kỳ Pala đó cứ thấy số 7 nó rớt ra là mình thấy hên rồi. Cho nên cái số 7, 7 viên emerald rất là tuyệt vời nha quý vị, của Colombia, mà chỉ có 185 đô la, bọc trên một miếng vàng nặng đến 1g6 vàng 14. Cái viên emerald này đó chị, nếu mà bình thường mình cần đó chị thì mình mua một viên như vậy đó chị phải tốn tới 30 đồng đến 40 đồng cho một viên đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây mình bán có 7 viên mà luôn cả vàng luôn, mà chỉ cái giá
rất là đặc biệt cho người mở hàng chỉ có 185 đô la. Có 185 mà được lấy, dạ. lấy quà nhé quý vị. Cái này có bộ lần sau Bích Trâm chắc phải là ráng gọi nói ai đứng ngoài mua cho Bích Trâm để Bích Trâm chạy ra Trâm lấy hàng. Vâng thưa quý vị, cho nên cái này là bí mật của em mà tự nhiên chị copy cái bản quyền của em là chị phải chạy chỗ trả tiền em mua. Lại đó nha. Cái này bản quyền của em đó mà chị mà copy là không được đó nha. Mình chạy em sẽ thưa chị đó. Ôi trời ơi ghê chưa. Ôi trời ơi ghê chưa. Bây giờ em nói giỡn mà. Đâu có sao đâu. Quý vị thấy đó. Vui chút xíu mà với chị. Nước miệng này cái gì cũng không được hết trơn á. Vâng thưa quý vị và mời quý vị với cái món hàng 185 đô la và chúng tôi bước sang món số 2. Dạ. Món số 2 nó là một cái gì đây? Dạ đây là một món số 2 của mặt di truyền với 19 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi. Số 1. Rồi vậy là chúc mừng người nào đó. Rồi, ra bí mật cho em nha. Rồi, wow. Sao mà không có điện cho nên là người rác bỏ đây. Cảm ơn quý khán giả nào mà mới vừa mua hàng giùm em. Ừ, đúng rồi. Dạ đây là món số 2 của mặt di truyền với 19 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi. Không và phải. Một viên hình giọt nước Aquamarine có cái màu xanh nước biển Boston cho tháng 3. Và vàng của nó cân nặng được 1,5 gram. Đúng cái rồi. Giá bán on sale của em cũng chỉ có 285 đồng only. 285 đồng cho cái mặt dây chuyền Aquamarine này với 19 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi này rất là dễ thương quý vị. Quý vị thấy không? 285 đô la cho một cái chiếc pendant với cái aquamarine mà quý vị, aquamarine là cho những người sanh hình như sanh tháng 3. Dạ tháng 3 đó chị, dạ tháng 3 đó chị. Đúng rồi, aquamarine là cho tháng 3. Tại sao người ta dùng cái tháng 3 là cái màu aquamarine? Chỉ bởi vì cái tháng đó nó vẫn còn tuyết lạnh đó. Dạ. À, cho nên cái màu aquamarine 62 sô. Dạ cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi sang món kế tiếp đi. Quý khách hàng quá dễ thương. Đúng rồi. Ủng hộ em hết mình thấy không? Dạ. Rồi số 2 xô, rồi bây giờ số 3. Rồi em xin món kế tiếp là món số 3. Cho đúng một rồi. Cái mặt trái tim 2g3 vàng, vàng 14. Trong đó được 18 viên hạt xoàn 3 guest. Cái này mình sắp tới là mình mùa lễ tới rồi hả chị ha? Đúng rồi, đúng rồi. Thí dụ như sắp tới là những cái mùa lễ tới thì những cái mặt di truyền như vậy đó chị. Thì mình tặng cho những người thân, những người quà cáp thì rất là có ấn tượng hả chị ha? Với cái giá bán của em cho cái mặt di truyền này á, chỉ có 225 đô la. 225 đô la cho một cái mặt dây chuyền hình trái tim với những cái viên baguette rất là tuyệt vời, trên đó là 18 viên. Rất ấn tượng và ý nghĩa cho những quý vị, cho tất cả quý vị mua làm quà. Trái tim nó nói lên cái tấm lòng của mình, tình yêu thương. Mà nhất là Thanksgiving, Christmas, Thanksgiving lễ tạ ơn đầm ấm trong gia đình. Yeah. Gia đình hồi tụ lại, quay quần trở lại để tạ ơn. Rồi ngày Christmas cũng là cái ngày mà giống như là Việt Nam của mình là New Year đó. Yeah. Người Âu Châu người ta rất quan trọng cho cái ngày Christmas, vì khắp nơi con cái từ khắp nơi làm gì làm cũng quy tụ về nhà bố mẹ để gặp nhau trong cái ngày lễ Christmas. Yeah. Cho nên cái trái tim nó nói lên cái tình cảm đó. 220 đô la mà thôi. Bích Trâm biết chắc chắn cái này quý vị không thể nào đi ra ngoài mua mà 220 đô la được. Cho nên ngay từ giờ phút này quý vị cứ mua nhanh đi. Xăng bây giờ nó lên mắc lắm rồi. Cái xăng mà Bích Trâm đổ thường xuyên đó là bây giờ nó Bích Trâm thấy nó đã tăng lên gọi là 30 cent rồi, chứ đừng nói là 12 cent. Bích Trâm mới bước mua trong, Bích Trâm trả tiền xăng xong Bích Trâm cầm lên với thằng chủ. Bích Trâm nói nè, tôi đổ xăng đây hoài, người ta nói tổng thống vừa mới nói tăng có 12 xem, tại sao bây giờ tôi thấy cái xăng này tôi đổ cho thành 30 sen nói chứ số bây giờ nó như vậy giờ làm sao đó quý vị thấy đó. Cho nên giờ giá lúc nào cũng tăng hả chị ha, tăng vọt đó rồi, mà trong khi vàng bạc vẫn cứ phải giữ cái giá này cho quý vị khi cho nên mấy cô này có một hơi khổ đó. Cho nên mời quý vị nha, để mà chúng ta có ngay một cái mặt trái tim và chúng ta sang món số 4 đi. Dạ thì không thì để em nói thêm là ở ngoài em có rất nhiều cái hình trái tim như vậy. Nếu mà quý khách nào mà có cần nhu cầu mà để mua để tặng quà cáp trong những cái ngày lễ này chị, đúng rồi. Thì ngoài tiệm em cũng có nhiều mẫu để hình trái tim đó thì rất là dễ tặng, có ý nghĩa, rất là có ý nghĩa và ấn tượng. Đúng rồi. Dạ. Rồi mời quý vị cho món số 4, em đọc món số 4. Dạ, món số 4. Món số 4 thì
cho một chiếc nhẫn vuông ruby với 4g2 vàng và 14 và 4 viên hạt ruby, cái shape là cái shape emerald ruby và 4 cái viên ruby nằm chính giữa để xếp lại thành một cái hình vuông lớn ở chính giữa. Và 8 cái viên hạt xoàn 1.5 ly. Cái giá bán on sale của em ngày hôm nay cho chiếc nhẫn ruby này là $285. $285 cho chiếc nhẫn ruby quá đẹp nha quý vị. 4g2 vàng, vàng hơn một chỉ vàng rồi đó quý vị. Trong đó được 8 viên hạt xoàn 1.5 ly nữa, và những cái viên hạt ruby này rất là dễ thương. Cái ruby này quá đẹp nha quý vị. Rồi, cái chiếc ruby này nó rất là dễ thương ở dưới cái điểm là nó có 4 viên princess cut nằm đằng giữa, một ruby và chờ hai bên nó có 4 cái viên emerald cut để tạo thêm một cái chiếc nhẫn rất là, anh ơi anh chiếu vào cái tay cô Thanh Thủy một tí. Chiếc nhẫn ruby mình đeo như vậy là đeo cũng rất là dễ thương mà đẹp. Rất là dễ thương quý vị à, mà đây làm thêm cái kiểu antique nữa. Cho nên khi mà đeo vào trong ngón tay á, nó rất là đẹp, và quý vị có thể đeo phong thủy nếu mà quý vị mà cái gọi là màng gì sinh thổ sinh hỏa, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, hình như màng thổ phải sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Cái ruby là cái màu là bằng hỏa, mà nói chung là ruby là nó hợp cho tất cả mọi người đều đeo lắc đi chị ơi. Và cái hên màu đỏ nhất là những ngày lễ lộc này như thế này nè, với ngày Tết tới đó chị, mình đeo một cái có món hàng màu đỏ trong người đó chị thì rất là quý, nó đem đến cái sự may mắn. Đỏ luôn luôn là dễ thương, những cái mà handmade thưa quý vị, không cần phải nói. Nhẫn này dễ thương mà giá chỉ có $285 quý chị ơi. Rất quá đẹp, quá đẹp luôn mà chỉ có $280. Nó quý là cái chiếc nhẫn này rất là dễ thương. Những cái viên hạt ruby này á, nó kết ghép với nhau, bình thường nó chỉ là hạt tròn nhỏ nhỏ thôi, mà cái này nó đẹp, nó xếp rất là sắc sảo. Rất là sắc sảo. Dạ, rất sắc sảo. 285 rồi, chúng tôi sang món số 5. Số nấu 5 chúng tôi có hai loại, số 4 số. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, số 5 món A đi em. Dạ, kế tiếp là món số 5 cho cái đồng bông hoa tai. Cái này em có hai đôi. Một đôi đó là 1g3 vàng và 14. 6 viên hạt xoàn, 6 viên opal lửa nha. Opal lửa đúng. Dạ, có của Úc đó, của Úc Châu đó. Đường kính là 4 ly milimeter. Có thể là dùng cho Boston trong tháng 10. Giá bán on sale của em là $299 cho cái đôi bông hoa tai, 6 cái viên opal nó xước lên. Đúng rồi. Và cái đôi bông B đó thì nó 1g8 vàng, vàng 14, 8 viên opal màu xanh, màu xanh lửa, một viên á, một đôi á thì là màu trắng, trắng xanh lửa, trắng lửa, và đôi kia màu xanh lửa. Dạ. Cũng là đường kính nó là 4 ly. Giá bán của em cho cái đôi bông mà 8 viên opal này là $345. Rất là đẹp quý vị, những cái viên opal này nó có màu xanh lửa rất là đẹp. Tức là nó chiếu lồng lanh luôn. Cái đôi A đó thưa quý vị, mà cái kiểu nó là kiểu xước lên như vậy nè, đem em đeo cho chị Bích Trâm rồi cái xong. Ok. Bên này còn cái này. Ở đây. Chị đeo ngược rồi. Đó, đeo ngược. Chị đưa cái đó. Quý vị có biết rằng là cái đôi bông này á, đây là một cái loại mà Bích Trâm vẫn thường hay nói với quý vị đó lắm, là chúng ta đeo xước lên, tức là thay vì chúng ta phải soi nhiều lỗ tai đau lắm. Không, bây giờ mình... đó có nhiều cô thích bấm nhiều lỗ tai đó chị. Thì mình thay vì mình bấm thì đây là đôi bông hoa tai mình khỏi bấm, mà mình thấy được rất là dễ thương. Đúng nè, quý vị coi cái. Rồi kia phía đằng sau mình dùng một cái nút nhựa mình đó, mình giữ nó lại cái lá nó không có tuột. Đó. Đó. Vâng thưa quý vị. Mà cái đôi bông này rất là dễ thương, quý vị thấy. Opal màu và cái màu trắng opal đó thì cái giá là $299. Còn màu xanh opal đó thì giá là $345. Đó, chị ơi, thật sự giá chị biết không, $299 này để chị mình chỉ đi làm được tiền vàng, chứ tiền công rất là mắc. Nếu mà ở ngoài đó tiền công không bao giờ có ai làm được cái đôi bông như vậy đâu chị. Đúng mà rồi. Mà mình đi sai, em hồi bữa hổm em có một khách đó chị, mà làm hộp xoàn mà hỏi ra tiền công tới 250. Wow, tiền công không đó, mà muốn gì. Mà đi sai hộp xoàn. 250 tiền công. Wow. Cái đôi này phải nói là rất là dễ thương, quý vị cứ mua mà đeo thì rất là hay. Đây, đó quý vị. Đây là đôi trắng nha quý vị, quý vị coi đôi trắng nè, đôi xanh nè, đôi xanh này cũng rất là đẹp nè. Những cái viên opal này nó lửa đẹp lắm luôn, nó xanh mà nó xanh nó chiếu bảy màu sắc đó. Cái màu xanh này á nè chị coi nè. Đẹp chưa? Đúng rồi, đó đôi màu xanh.
Rồi anh chiếu vào cái màu xanh cho Bích Trâm một cái. Đó, rồi đó, đẹp đó. Chưa? Đó, wow. Giống như một cái nhánh lá cây mà mình nằm trên cái trái tai của mình, rất là duyên dáng nha chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đúng cái này rồi. Khi mà thí dụ như với những người nào mà cái lỗ tai hơi rộng đó chị, thì có thể là che lấp được cái lỗ tai rộng luôn đó chị ha. Đúng rồi. Tại vì cái này nó nằm gọn vô trong đó luôn, nằm rồi gọn. Đó. Rất nằm là đẹp. Một cái nữa là cái tai mà giống như chị nó bị hơi thấp á. Dạ. Nó cái lỗ sâu nó hơi bị thấp á, đeo cái này cũng tiền ghê nha. Dạ. À. Quý vị ạ, Bích Trâm khoái cái này lắm nè. Dạ. Vừa nhẹ nhàng mà lại vừa đẹp nữa. Em hai cái đôi này thì cái size nhỏ. Ở nhà, ở tiệm em vẫn còn hai cái đôi size lớn nữa. Còn lớn nữa, nó sẽ đi lên tới dành ở trên này nè, tới vậy 6 hộp luôn. Wow. Cho nên cái giá thì hơi mắc hơn chút xíu. Nhưng mà hôm nay thì em không có đem đến với đài. À dạ, vậy thì bây giờ dạ. Thì sao nha, bây dạ. giờ mua cái đôi này trước đi. Để đeo quý vị có thích không cái đã. Dạ. Xong rồi quý vị thích rồi thì lấy thêm một cái dạ, đôi lớn thì hơn. Ở tiệm em vẫn còn hai đôi, nó cũng đẹp như vậy. Nhưng mà lớn hơn nữa, dài lên tới đây nè. Wow, rất là quá. Dễ thương, đẹp lắm. Rồi, tới 6 viên opal luôn. Rồi, như vậy là tuyệt vời nha. Thì cái giá hơi cao hơn chút xíu nhưng mà nó đẹp lắm. Rồi và giờ chúng tôi sang món số 6 là một chiếc nhẫn kiểu. Dạ, kế tiếp là món số 6 cho một chiếc nhẫn kiểu 4 gram vàng và 14. Trong đó được 8 viên hạt xoàn 3 gauge và 4 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi. 1 viên hạt xoàn 2 ly 2. Cái giá bán là sale only $285. $285 cho một cái chiếc nhẫn rất là xinh xắn và dễ thương. Phải nói rằng là chúng ta thích đeo hột xoàn mà nhiều khi đó những cái chiếc nhẫn hột xoàn mà nó xinh xinh á, mà quý vị đi ra ngoài tiệm thì chắc chắn nó phải mắc hơn là cái giá ở đây. Cái này quý vị ra ngoài quý vị này phải mua double hoặc triple price. Và bây giờ cái này chỉ có $285 mà vàng thì nặng đến là 4 gram vàng 14, 8 viên xoàn baguette, 4 viên 1 ly rưỡi và 1 viên 2 ly 2 mà $285 theo một cái kiểu vòng quay rất là dễ thương luôn đó. Dạ, quý vị ạ. Dạ, cái chiếc nhẫn này nó làm đối với nhau mà trên những cái mặt hai bên đó chị, nó làm có những cái viên hạt xoàn mà chạm cát. Nó gọi là sen đó chị, chạm cát đó chị, cho nên rất là dễ thương khi mà mình đeo một chiếc nhẫn. Đó. Anh ơi có xoay giùm em được không? Đúng rồi. Anh chiếu vào cái tay của cô Thanh Thủy để cho quý khách nhìn thấy đó đó. Dạ, như vậy thì quý khách có thể hình dung được cái chiếc nhẫn rất là dễ thương. Để quý vị có thể nhìn thấy được cái độ lớn nhỏ và cái độ sát sao của cái chiếc nhẫn mà nằm gọn trên cái ngón tay của cô Thanh Thủy như thế nào quý vị nha. Nó chỉ đơn giản vậy thôi nè, nhưng mà cũng dễ thương lắm. Mà cái giá chỉ có 285 285 mà vàng rất là nặng quý vị. Số 6 là tới 4 gram vàng, hơn một chỉ vàng rồi. Hơn một chỉ vàng. 8 viên sạc xoàn, 4 viên hạt xoàn baguette, 8 viên hạt xoàn baguette, 4 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi và 1 viên hạt xoàn lớn đó là 2 ly 2, 2 ly 3 đó. Rất là dễ thương. Rồi, và giờ chúng tôi qua món số 7 là một cặp nhẫn gì đây em? Dạ, kế tiếp là một cặp nhẫn. Một cặp nhẫn có 2 chiếc với 3 gram rưỡi vàng, vàng 14, 8 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi và 1 viên hạt xoàn 4 ly 7. 4 ly 7, hơn 4 ly 7 một chút, là 4 ly 7 già đó quý vị. Nước ép VS, Good SI, nó có một chút xíu dơ nhẹ nha quý vị, chút xíu thôi. Nhưng mà cái giá rất là rẻ luôn. Cái giá chỉ có $599. $599 cho một cặp nhẫn luôn. À, cái cặp nhẫn này nó ngộ ha. Dạ, đeo khi đeo mình người ta đeo fashion đó chị. Dạ, đeo bên ngoài. Đeo một cặp, dạ, chị đeo vô. Đeo đúng rồi, chiếc này ở trong, chiếc này ở ngoài. À, đúng rồi, nó phải dạ, đeo đó, đó. Đó, đúng rồi, rất dễ thương. Chị đeo đi, chị đeo đi. Thôi, em đeo đi. Đó, đó, rồi. Cái tay em xấu chết, em quát đeo. Không sao, em đứng với đó nó gần hơn. Chị khỏi chôn. Đây quý vị ơi, rất là dễ thương. Đó, vâng, quý vị nhìn thấy không? Cái chiếc nhẫn này phải nói rằng là nó có duyên ở cái điểm cái vàng của nó thì nặng đến là 3.5 gram vàng 14, 8 viên diamond 1 ly rưỡi và 1 viên đằng giữa là 4 ly 7 nước ép VS và Good SI Clarity, giá chỉ có $599. Một cái cặp nhẫn này mà quý vị biết rằng là khi mà quý vị nếu có mà những cái việc mà gọi là cưới xin ở trong gia đình của quý vị mà con cháu ở xa đó, mà bây giờ mình đi mình tặng quà tặng tiền á thì nhiều khi xa xôi có mấy trăm đồng, có mấy trăm đồng quá rẻ. Cái này về tặng làm cho thôi là quá quý, quá mừng luôn, quá quý luôn quý vị ạ. Bởi vì rất mắc, ở bên Việt Nam mà nói chuyện mua sắm bộ vàng hột xoàn mắc lắm quý vị cái ơi. Viên chính giữa này được là 4 ly 7, hơn 4 ly 7 gần, em đo được tới 4 ly 7 năm luôn đó quý vị. Mà
luôn cả cặp nhẫn luôn, mà cái giá chỉ có 599 đô la, mà cái cặp nhẫn này ở ngoài thường thường phải bán là 400-500 rồi cho một đúng cặp vậy. Này rồi đúng rồi, mà hôm nay có hộp luôn mà em giờ em bán ở sale rất là rẻ, chỉ có 599 đô la mà thôi, coi như rất là rẻ quý vị. Tức là cái hộp 47 này là quý vị, hoặc là mình nói ngược lại thì cái hộp đó cũng là 400-500 rồi đúng đó chị rồi. Dạ, cặp nhẫn đâu có em giá 47 dạ, nó đâu có được cái giá chứ. Dạ, 4 ly đâu là có giá đâu được 200-300 dạ. 47 lần mà đó, 47 là quý vị mua cũng phải 500 trở lên đó. Dạ, thành ra bây giờ không lẽ là cái vỏ cặp nhẫn như thế này còn có 90 bạc mà trong khi tiền vàng nữa chi đó. Dạ, cho nên cái giá 599 đô la cho một cái cặp nhẫn vừa nhận hộp và vừa nhận Mary luôn, mà làm thêm một cái vàng gọi là nó không phải là vòng tròn hết mà dạ, nó hơi khớp một tí để nó ôm vào cái trong cái ngón tay của dạ, mình rất là cái xinh chiếc, xắn và dễ cặp thương. Nhẫn này một chiếc là đính hôn, một chiếc là Mary và dạ, cho nên đeo chung với nhau như vậy nè, đó là rất là rồi, dễ thương. Và khi chúng tôi sang món số 8, một cái nhẫn kiệu hình số 8 gì đây em gái, khi mà gần Tết này nè thì cũng có những quý khách mà đi về Việt Nam đó chị, thì nhân dịp này mình có thể mình mua mình đem về bển mình quà tặng cho con cho cháu mình đi dành rồi. Dạ, đeo thì rất là đẹp và cái rồi, giá quá rẻ luôn. Rồi, dạ, dạ, kế tiếp là món số 8 cho chiếc nhẫn hình số 8 luôn. với 4g7 vàng 18, chiếc nhẫn này là vàng 18 nghe quý vị. Trong đó được 15 viên hạt xoàn, 1 ly 8 và 1 ly 9, nước ép color VS, rất là trắng và sạch, hộp nhỏ nhưng mà rất là trắng và sạch. Cái giá on sale của em cho chiếc nhẫn này chỉ có 399 đô la mà thôi. 399 đô la mà 399 đô la cho một cái 8. Chiếc nhẫn hình số 8. Dạ, và quý vị có thể đeo fashion, quý vị có thể đeo phong thủy, đeo ngón giữa mà đeo vào cái ngón giữa của hai ngón tay. Nhưng mà quý vị nhớ nè, cái châm cho quý vị cái tip nè, nếu quý vị đeo nhẫn là phải đeo cho nó đúng. Thí dụ như quý vị chưa có là chưa bao giờ lập gia đình thì quý vị đeo tất cả là bên tay phải, là nó tượng trưng cho cái power, cho cái hên may quý vị. Còn nếu quý vị đã lập gia đình thì quý vị đeo qua bên tay trái hết, những cái ngón tay nào đó ngón cọ từ ngón cái cho đến ngón út đeo bên tay trái. Đó, nói chung để cho quý vị nhắm như vậy để quý vị đeo thì khi mà người ta nhìn vào cái ngón tay của quý vị, người ta sẽ biết được rằng là quý vị đang ở trong tình trạng available hay là đã bị cắt câu rồi. Rồi đó nghe quý vị, cho nên bây giờ với một chiếc nhẫn hình số 8 vậy có 399 đô la thì mời quý vị rất là dễ dàng và rất là nhẹ nhàng để quý vị có thể mua sắm, dự tiền cho đầy túi rồi đi mua sắm thêm rồi hàng của cô Thanh Thủy nha. Chị Bích Trâm này nghiên cứu kỹ về phong thủy quá. Dạ, đây là chiếc nhẫn số 8 mà những cái viên hạt xoàn này rất là trắng và sạch nha quý vị. Những cái viên hạt xoàn này nó mặt cắt nó rất là đẹp luôn á, cho nên rồi, những cái tia cắt của nó đẹp đó, cho nên chị thấy không, nó chiếu lên rất chiếu quá chiếu đi đẹp. Dạ, đó, nó đều hết, đều giác đều nước hết, cho nên rất là trắng và sạch đẹp đó. Cho nên và quý vị quý vị có biết rằng là khi mà mình nói đến nhẫn, khi mà nói đến nhẫn này dễ thương lắm nè, em đeo thử. Đúng rồi, mà em đeo hơi rộng, hơi rộng, cái size này là size 8 á. Dạ, size này phải là size 7. Dạ, size 7, size 8 á. Size tay em, tay của em là khoảng size 5 5 rưỡi. Dạ, 5 mà chị ơi, 5 5 rưỡi, giống tay chị 5 5 rưỡi, cho nên cái này hơi lớn chút xíu nhưng mà có thể là quý vị có thể nhìn hình dung được, nhưng mà làm size lớn size nhỏ thì ok hết. Đúng rồi, chiếc nhẫn này rất là dễ thương. Anh chiếu một ngón tay của cô Thanh Thủy một chút xíu rồi để chúng tôi chuyển sang món kế tiếp. 399 đô la cho chiếc nhẫn, có thể mình đeo ngón này cũng được, mình hoặc mình đeo ngón trỏ này, đeo ngón cái cũng được nữa. Dạ, rồi đeo ngón trỏ thử nha. Đó, đeo cái ngón cái đó, đó đeo ngón cái. Ngón cái vẫn rộng luôn. Cái món cái á, ngón cái là cái power đó nghe quý vị đó. Ít khi nào quý vị nghĩ rằng là tại sao phải nhận đeo ngón cái, nhưng đeo ngón cái là tượng trưng cho cái power của mình. Dạ, mà chiếc nhẫn số 8 này dễ thương quá nè. Quá đẹp. Rồi, và chúng tôi sang món số 9. Vàng dày dặn lắm, tới 4g7 vàng là tất nhiên là hơn một chỉ vàng rồi đó quý vị. Dạ, kế tiếp là món số 9 cho một chiếc nhẫn kiểu 4g8 vàng, vàng 14. Chiếc nhẫn này là màu gold, yellow gold. Với 36 viên hạt xoàn 3 guest kết hai bên và 6 viên hạt xoàn vuông chính giữa 2 ly 8. Nước ép color VS được kết ghép với nhau thành một cái hình hình vuông emerald. Mình nhìn xa giống như một cái viên hạt xoàn 3 carat của viên hạt lớn gì đó chị. Đúng rồi. Dạ, cho nên rất là đẹp, được kết ghép rất là kỹ thuật và đẹp nữa.
mà cái giá bán sale rất là đặc biệt là $550. $550 cho một cái chiếc nhẫn, phải nói ở đây được cũng cả carat rồi. Cái chỗ này đây, dạ, cái hộp đằng trên đó, 6 cái viên mà ghép lại như thế này cũng phải carat rồi, mà bởi dạ, vì một viên như vậy nó còn 3 ly rồi quý vị. À, hộp vuông nó nặng lắm nghe quý vị. Hộp vuông nó nặng hơn, nặng nó nặng hơn dạ, cái hộp tròn nhiều. À, cho nên khi mà nhìn vuông mà quý vị nhìn thấy nó có vẻ nhỏ, nhưng mà thật sự khi bỏ lên cân nó bằng cái hộp, là cái hộp cũng phải là 3 ly trở lên. Số 8 xô. Cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn quý vị rất rồi, nhiều. Dạ. Rồi bây giờ đó dạ, chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn số 9 này cũng rất là đẹp nè quý vị, mà cái giá rất là rẻ nè. Chỉ có $550 thôi. 6 viên hộp xoàn 28 nước ép color VS Clarity được kết thành một cái viên giống như một cái viên hình chữ nhật, theo cái dạng emerald cut. À, với khoảng độ tổng cộng số hộp anh ơi chiếu giùm em qua đây chút anh, là ba cái gì đấy, ba carat hộp xoàn. Thưa quý vị, và nó số tiền chỉ có là $550, quá là tuyệt vời quý vị thấy. Yeah, đẹp chưa. Khi mà 6 cái viên hạt xoàn này 2 ly 8 này, quý vị có thể nhiều khi mình đi cần đi mua một viên hạt xoàn như trên $100. Em bảo đảm là trên $100. Đúng dạ, rồi. 6 viên hạt xoàn này cũng là cho mình cho 100 thôi. Đúng thì nó vậy, là 600 rồi đó. Thì tất nhiên cái chiếc nhẫn này là mình được free, được tiền vàng và tiền hạt xoàn và tiền công hết. Mà cái giá còn rẻ hơn 600 luôn. Đúng rồi. Chỉ có $550. Quý vị ơi, rất là rẻ, đẹp cho và rẻ. Cho nên khi mà quý vị mua sắm những cái món nữ trang với tiền vàng Thanh Thủy thì chắc chắn quý vị sẽ mua được những cái món rất là rẻ. Và quý vị lại còn được bốc thăm cuối tháng này nữa. Thanksgiving đến rồi. Mình phải có một cái món gì đó gọi là quà tặng để cho nó hi hữu tí phẩm thưa quý vị. Và chúng tôi sang món mà những số cái 10. Hàng của em cũng select hết đó chị. Em chọn lại kỹ lắm chị. Dạ, đúng cho rồi. Nên rất là đẹp. Và chúng tôi sang món số 10 đi em. Chiếc nhẫn ghép gì đây? Dạ, kế tiếp là món số 10, cũng là chiếc nhẫn kiểu ghép với 7 gram rưỡi vàng, vàng 14, 46 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi và 1 ly 6, 14 viên hạt xoàn 2 ly và 7 viên hạt xoàn từ 2 ly rưỡi đến 2 ly 8. Cũng được kết ghép với nhau thành một cái viên ba viên. Dạ, giống như ba cái viên hạt xoàn cái theo cái giữa, kiểu một cara, hai viên hai bên nữa cara. Chị trông giống như hai cara, giống ba cara chính giữa. Rồi hai bên là mỗi bên là gần một ca, đúng chưa? Một đó. Cho nên bây giờ mình nhìn cái nhẫn này phải nói rằng là nó quá đồ sộ lộng lẫy luôn. Đúng vậy. Mà cái giá chỉ có $1,650 mà thôi. Đúng, mà biết châm thích nhất là bởi vì những cái viên hộp xoàn này á là cái kiểu là những cái viên cái hộp cũng rất là sạch quý vị, nước rất trắng, nước ép rồi VS Clarity, cho nên khi cái ánh sáng nó đi qua cái ánh sáng quý vị nhìn thấy nó chiếu giống như là những cái hạt mà gọi là đúng là cái kiểu là cái kim cương gọi là người ta gọi là lấp la lấp lánh đó quý vị, ông chiếu bật nó lên. Mà ba cái dạng tròn này đó nó gọi là cái kiểu mà người ta người Mỹ vẫn hay gọi là I love you đó, hoặc là phước lộc thọ, người Á Châu của mình thì gọi là phước lộc thọ. Cho nên người ta hay nói rằng là tại sao lại đi lẻ chụp hình thì không chịu chụp lẻ mà phải chụp chẵn, mà trong khi đeo hột xoàn á, đeo nhẫn thì đeo phải đeo là ba chứ không chịu đeo bốn. Cái đó hơi, cho nên bên trong đó nó hơi tráo cặn ngọc ở chỗ đó. Dạ, khi mà quý vị cần nhiều khi đi mua một cái vỏ như vậy nè, thì ở chính giữa là một cái viên hạt xoàn mình phải mua vô phải 2 cara rồi một cara nữa thì rất là mắc với cái giá chị nói gì. Đó. Alo. Thành ra với dạ, với cái chiếc nhẫn này thì rất là dễ thương nha. Số 9 hả chị? Dạ bây giờ em không biết bên trong bán chưa. Chưa. Bây giờ em ghi xuống nha. Rồi tên đi, ghi tên đi. Rồi chị cho tên xuống đi chị. Rồi để bên trong ghi cái số phone với cái tên cho chị, giữ cho chị món số 9 nha. Rồi em nói tiếp đi. Dạ. Thì cái chiếc chị nhẫn chi, thưa chị tính chi dạ à? Cái chiếc nhẫn số 10 này đó quý vị. Được, thì được kết ghép với nhau rất là đẹp. Rồi ok chị, món số 9 những cái viên hạt xoàn được rồi, đồng giá đồng nhiều nước với nhau rồi, hết cho nên chị rất là đẹp. Ngày mai cho chị lấy nha. Một cái vỏ bình thường nếu mà mình đã đi mua không hết là cũng không có dưới 1,000 đồng. Ừ. Rồi. Nhưng mà cái giá như vậy đó chị, mà đây là những cái viên hạt xoàn kết ghép rất là đẹp mà cái giá nó rất là rẻ luôn. Rất là rẻ, đúng rồi. Món số 9 xô nghe quý vị. Rồi. Dạ cái này là món số 10, em đang nói là món rồi số 10 mà và cái giá cũng rất là rẻ là chỉ có $1,650 mà thôi quý vị ơi, rất là đẹp khi mà mình đeo một chiếc nhẫn như vậy nè. Thay vì mình đeo một chiếc nhẫn hộp lớn thì cũng có thể là đẹp, nhưng mà cái này thì mình đeo nó comfortable hơn khi đi ở ngoài. Là quý vị cũng rất là dễ chịu mà trông giống như một ba cái viên hạt xoàn lớn đó. Rồi đẹp.
Rồi và bây giờ chúng tôi sang món số 11 là một chiếc nhẫn kiểu antique của châu Âu. À, với 4g7 và 14, 16 viên hột xoà 1 ly rưỡi, 8 hột 2 ly và 4 hột 2 ly 2, chính giữa giá là 499 đô la mà thôi, tuyệt vời. Ừ, chiếc nhẫn này rất là đẹp kìa chị. Nó nhìn giống như antique mà theo cái kiểu Âu Châu đó chị, rất là dễ thương. Để em kiếm cái mục tiêu rồi chị. Cái chiếc này nó giống như là theo cái kiểu mà giống như là một cái giống như cái phương điểm á, cái dạ, của mấy ông vua đó. Ông vua đó chị, cái crown á chị ha, giống như mà cái đúng rồi. Vâng, rất là hay thưa quý vị, theo họ làm theo cái dạng antique như thế này mà 499 đô la rất là dễ thương. Mà những cái viên hạt xoàn nằm chìm ở trong này hết quý vị nè. Anh ơi chiếu giùm em cho em. Những cái viên hạt xoàn nằm chìm ở trong này hết cho nên mình đeo rất là dễ thương. Mà nhìn rất là tây theo cái kiểu antique mà dễ thương. Không có sợ bị vướng mà cũng không có sợ bị rớt hộp luôn nữa, rất là đẹp. Không có vướng quần áo, những cái chấu này nó nằm sát liền với nhau. Nè chị nhìn nhà chị coi dễ thương không? Ha. Rất là dễ thương. Đúng vậy. Dạ. Đó, những đúng cái viên hạt xoàn nó nằm ở dưới vị. Này theo một cái giống như một cái brow của ông vua, chị nói đúng rồi. Mình đeo xong mình làm vua luôn. Quý vị ơi, khi mà mình cứ nói đến những cái chiếc nhẫn mà vàng như thế này thì đây là một trong những cái kiểu antique rất là dễ thương, rất là vừa dễ thương vừa lạ. Mà chúng ta có thể đeo bất kỳ cái tình huống nào cũng đều được cả nghe quý vị. Dạ, em lặp lại, chiếc nhẫn số 11 là một chiếc nhẫn kiểu với 4g7 vàng, vàng 14, 16 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi, 8 viên hạt xoàn 2 ly. Cái giá chỉ có 499 đô la, rất là rẻ quý vị. Tại vì cái vàng là hơn một chỉ vàng rồi, bao nhiêu viên hạt xoàn 2 ly và hạt xoàn 1 ly rưỡi nữa. Và chính giữa có một viên 2 ly 2 nữa quý vị ơi, quên nữa, 2 ly 2 nữa chị. Ừ. Và 2 ly 2 chính giữa nữa. Cái giá chỉ có 499 đô la. 2 ly 2 cho 4 viên hạt xoàn. 4 viên hạt xoàn vuông chính giữa. Rồi, và bây giờ chúng 2 tôi 2 ly 2, 4 ly, 4 viên hạt xoàn chính giữa kết ghép với nhau giống như một cái hộp xoàn vuông. Ừ. Khoảng chừng nhìn giống như một cái hạt xoàn gần một carat. Cái này hơn nửa carat thôi chứ không tới carat đâu quý vị, khoảng chừng 50 thôi, 60 thôi. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang món kế tiếp đi quý vị ơi. Dạ, cái giá chỉ có 499 đô la, rất là rẻ cho chiếc nhẫn đó. Cũng rất là dễ thương. Ừ. Kế tiếp là món số 12 cho một chiếc nhẫn kiểu 5g3 vàng, vàng 14, 6 viên hạt xoàn 2 ly 2 và 1 viên hạt xoàn 2 ly rưỡi. Cũng được kết ghép giống như một hạt xoàn, nhìn trông giống như một hạt xoàn 1 cara rưỡi. Ừ. Lớn hơn cara rưỡi, gần 2k nhưng mà chưa tới 2k. Với cái vỏ là, với cái vỏ hai bên đó là được 8 viên hạt xoàn 2 ly 2, nước ép VS. Cái giá sale của em ngày hôm nay cho chiếc nhẫn này cũng rất là đặc biệt, chỉ có 499 đô la. 499 đô la cho chiếc nhẫn kết ghép này cũng rất là dễ thương. Ừ. Dạ. Đâu rồi chị? Cái chiếc nhẫn này là một cái chiếc nhẫn ép rất là dễ thương. Ở cái điểm quý vị thấy không? Cái vỏ không đó, bây giờ mình cứ nhìn cái vỏ đó là cái nó đã có cái đẹp riêng của nó rồi. Nhưng mà bây giờ những cái hột ghép này, bây giờ quý vị muốn giữ cái hột ghép này quý vị đeo cũng được. Đeo đã rồi quý vị có cái hột nào mà lấy cái vỏ này bỏ một cái hột lớn vào phải không? Quá thật sự cái chiếc nhẫn này thật sự chiếc nhẫn này rất là rẻ quý vị, 499 đồng. Bây giờ bình thường mình đi mua một cái vỏ này không á, thực sự nó cũng là 500 đồng rồi đó quý vị ơi. Với hai bên viên hạt xoàn này, 2 ly 2, 2 ly 3 này nè, là 8 viên hạt xoàn với cái vỏ thôi á. Thường thường mình không có mua hạt xoàn kết ghép gì đó, mình mua cái ổ thôi để mình nhận hộp xoàn của mình đó. Thì cái giá cũng là 4-500 rồi. Mà ngày hôm nay cái giá này cũng được kết ghép luôn mà cái giá chỉ có 499 đô la, rất là dễ thương. 499 đô la cho một cái chiếc nhẫn ghép quá là tuyệt vời quý vị nhìn thấy đó. Chiếc bức tranh thích nhất lên dạ, họ là mình nó đứng cao nhìn mà nó đẹp. À đó, dạ, mình đứng nhìn cái phía nào nó cũng đẹp hết trơn á. Nhìn xa trông giống như một cái viên hạt xoàn một cara rưỡi đó quý vị. Rồi, một cara rưỡi vậy đó. À, dạ. Cho nên với lại cái hoa văn của nó hai phía đó em thấy không? Dạ. Mà cái cao, cái tầm cao của nó là vừa phải. Dạ. À, đưa đây chị trả lời cho. À, tầm cao của nó cũng vừa phải.
đó, chị nói chuyện đi đi. Alo. À, với lại cái số 12 số. Sao? Để liên lạc được chị đang ở trên đài cưng nha. Ừ. Để chị ra show rồi chị nói chuyện xong nha cưng. Dạ. Okay. Rồi và chúng tôi sang món số 13 là một đôi bông hoa tai. À, đôi bông hoa tai gì đây em gái? Dạ, kế tiếp là bông hoa tai số 12. Số 13, dạ số 13. Em có hai đôi, một đôi A là một cái hộp vàng trắng với 4g2 vàng vàng 14. Trong đó được 34 viên hạt xoàn vuông baguette, nước ép color VS. Cái giá on sale của em cho cái đôi bông hoa tai này chỉ có $395. Và B là một cái đôi bông tai màu gold với 3g2 vàng vàng 14, 30 viên hạt xoàn baguette, nước ép color VS. Mà cái đôi bông hoa tai số 2 này á, là chỉ có $345. Perfect. Đó. Dạ. Đôi lớn, đôi trước á, thì vàng nhiều hơn và hộp sọ nhiều hơn chút, cho nên cái giá nó hơi cao chút xíu là 395, và đôi sau là 345 cho cái màu yellow logo. Mà cái hộp này rất là dễ thương. Ừ. Cái dòng của nó là khoảng đồng 10 cent hả chị ha? Phải không chị? Bằng khoảng đồng 10 cent. Đúng rồi. Đây nè, đây. Chị đang cái đó bằng đồng 10 cent chị ơi, chị đeo một cái bên đây, đeo bên tay phải rồi, chứ giờ đeo bên trái. Hồi này đeo cả đôi, xong rồi tháo ra để thử. À. Đó, quá dễ thương chưa? Vâng, thưa xinh quý vị, dễ thương. Phải nói rằng là bây giờ đây những cái kiểu mà hút như thế này đó, mà nhỏ nhỏ vậy đó, quý vị biết không, bây giờ con trai con gái đều đeo cả. À, mà Bích Trâm thấy được rằng là các cậu bây giờ đeo như thế này mà đeo trên cao á quý vị ạ. À. Yeah. À, thành ra đây cũng là một trong những cái kiểu rất là dễ dàng. À, rất là dễ dàng để cho quý vị có thể và là mua đeo con trai con gái thì cô đeo cũng được cả hết trơn á, cho nên rất là dễ thương. Thì đó, cái đôi hút này cũng không có nhỏ gần quý vị, rất là dày dặn đó, dày dàng lắm nè đó, đó dày dặn lắm vàng. Mà cái hút nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ xíu xíu đâu. Đó, dày dặn lắm quý vị ơi nè, thấy không, lớn như vậy nè đó. Mà mình đeo cũng đẹp. Nếu mà dạ chị đeo cũng đẹp. Dạ đeo everyday rất là dễ đeo. Đó, cái này là everyday luôn mà trong thích nhất cái hút mà cái hút cái gọi là hút bắt câu hả em? Dạ, nghe cái kịch đẩy qua để cho em một cái. Vô cái là rất là chắc chắn hả chị ha. Tức là nó đã hút qua rồi. Cho nên rất là tuyệt vời đó quý vị. À, với cái đôi bông tai mà $345 như thế này và vàng thì rất là nặng, vàng là phải trên một chỉ đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, trên một chỉ đó chị. Dạ, đôi trên trên một chỉ. 34 viên baguette nước ép color VS Clarity là $395. Rồi bây giờ chúng tôi sang cái bông tai một cái đây là cái bông tai màu gold trên bản ảnh đó thì 345. Dạ, nó cũng giống cái kiểu gì nhưng mà Bích Trâm đang đeo đây nó lớn hơn một tí. À, dạ. Cho nên nó là 395. Đó. Nghe 13A thì là 395, 13B thì 345. Yeah. Chỉ có bởi vì cái vàng nó nặng hơn, nó solid hơn, nhiều vàng hơn cho nên nó nặng hơn vài chục. Yeah. À, vâng thưa quý vị. Yeah. Nhưng mà hai đôi bông nhìn đều đẹp đều hết. Giống nhau, đều đẹp giống như nhau. Và bây giờ cái fashion bây giờ đeo một màu trắng, một màu vàng đó quý vị. Quý vị có mua hai đôi để thay đổi ha. Yeah. Thật sự là dễ như đeo vậy. Lắm khi mà mình đi đâu mình có một đôi bông là nhẹ nhỏ trong tối mình khi mình bóc vô mình đeo liền hả chị rồi, ha. Đó mình khỏi có cần phải đeo, đeo vô là là perfect luôn. À, rồi và chúng tôi sang món số 14. Nói đi em. Dạ kế tiếp là số 14 cho một chiếc nhẫn kiểu 3g6 vàng vàng 14. Trong đó được 18 viên hạt xoàn 1 ly 6, 1 ly 7 và hai bên xoàn đó là hai ly có hai viên hạt xoàn đó là 2 ly 9 và 3 ly nước ép color VS. Cái giá bán cho em cho chiếc nhẫn này là chỉ có $450 mà thôi. Trong khi đó hai cái viên hạt xoàn 2 ly 9, 3 ly này là cũng hơn 200 rồi, 200 rồi đó quý vị. Mà vàng luôn, 3g6 vàng cũng gần một chỉ vàng rồi. Mà rồi 18 cái viên hạt xoàn 1 ly 6 nữa thì cái giá của mình chỉ có $450. Rất là rẻ quý vị. $450 mà thôi quý vị ơi, quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Một chiếc như hai bên là hai viên hột xoàn, mỗi một bên á nó là đã là 3 ly rồi. Yeah. À mà nước ép và VS Clarity, trong khi đó nó có đến là 18 viên hột xoàn 6 nữa và tất cả đều là nước ép VS Clarity để tạo ra một cái chiếc nhẫn nhìn rất là duyên dáng. Đồ vàng nữa, 3g6 vàng đúng. Giống như một chỉ vàng rồi đó chị. Dạ mà cái giá chỉ có 450 thì trừ cho hai cái viên 2 ly 9 3 ly này thì cái vỏ còn lại chỉ có 250 thôi. 250 thì ở ngoài chắc chắn là sẽ không có làm được đâu quý vị ơi. 250 rất là rẻ, 450 rất là rẻ. Dạ.
Rồi, em xin qua món số 15. Kế tiếp là món số 15 cho chiếc nhẫn sao vàng kết ngang với 4g7 vàng vàng 18. Chiếc nhẫn này làm theo cái kiểu cánh tay bèo đó quý vị, người ta gọi là cánh tay bèo đó, tại vì nó duỗi sủng theo cái chiều ở dưới đó chị, để đúng, cho nhìn nó show cái hộp lên, cho nhìn thấy nó to lớn lên đó chị. Đúng vậy. Mà những cái viên hạt xoàn này là 4 ly mốt và nước ép color VS, mà mình nhìn xa trông giống giống như một 4 ly rưỡi trở lên vậy đó. Dạ, chứ không phải là 4 ly mốt. Cái vỏ tay bèo. Dạ, nó sẽ nhìn lớn hơn, to lớn hơn. Đúng rồi. Thì cái giá bán của em cho chiếc nhẫn này á, ngày hôm nay cũng rất là sale cho chiếc nhẫn này là $1,695. Bây giờ quý vị cứ tính đi, 5 viên hạt xoàn nó 4 ly mốt rồi là bao nhiêu mỗi rồi? Mỗi một viên đó quý vị, mà nước FVS này đó quý vị mua ít ra cũng phải gần 500, là bởi vì nước FVS, còn một cái loại thường thường á, một viên mà quý vị mua khoảng là 300 mấy gần 400. 350. Đó, đó cho đến 350 nếu giá bình thường đó, của em rồi. Giá bình thường. Dạ, nếu giá còn bình thường mà tiệm là 350. Mà VS cho nên cái hạt đó cái giá tiền nó mắc hơn, mà nó hơn 1 gem thôi cũng đã khác tiền rồi. À, cho nên bây giờ quý vị cứ tính là bây giờ cái 4 ly mốt này là cứ tính là khoảng độ 450 500 một viên, là quý vị cứ thấy đi, cái chỗ này cũng phải là 2.000 đồng trên rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ gửi để cho quý vị chỉ có $1,695 mà thôi. Dạ. Quý vị là những người đã từng mua sắm trên truyền hình như thế này là quý vị dạ, biết giá hết là rồi. Biết giá nó rất là rẻ rồi. Nào mà Thanh Thủy gọi là nói một cái giá quá vượt để mà quý vị có thể mà ngần ngại. Có dạ, phải không ạ? À? Rồi cái giá vàng là vàng trắng và vàng 18 nữa quý vị. Đúng rồi. Dạ. Rất là dễ thương cho chiếc nhẫn này. Khi mà mình đeo nó một chiếc nhẫn cái ben không vậy đó chị, cũng rất là rồi, dễ thương. Ừ. Dạ, mà cũng rất là sang trọng. Dạ. $1,695 cho nên quý vị nào mà đang muốn tìm cho mình có một cái chiếc nhẫn ben như thế này đó, để mà đeo kẹp với cái nhẫn hộp mà mình đã có rồi, mà mấy lâu nay mà quý vị đang cố gắng để tìm tòi mà chưa có đó, thì cái chiếc nhẫn này đây với Trâm recommend lên quý vị để quý vị có thể có một cái cặp nhẫn tuyệt vời để quý vị đeo trong những dịp lễ lạc sắp tới này. Mình đi phải xe cái ngón tay đó cho nó oai tí chứ phải không nào. Dạ. 4 ly mốt gần 4 ly mốt già gần 42 thì cái giá bình thường mình cũng là 350 cho đúng vậy. FPS. Mà nếu mà hộp sạch thì phải 500 trở lên. Đúng vậy. Dạ. Mà với cái giá này 1,695 này luôn cả vỏ và hộp thì rất là rẻ đó quý vị. Vâng, $1,695. Và bây giờ chúng tôi sang món số 16. Dạ, chiếc 16. Đây là một chiếc nhẫn có thể mình dùng làm nhẫn đính hôn cũng được, hoặc là mình đeo để đeo trơn. Dạ, two-tone đó chị, mà đeo cho nó comfortable để mình làm việc đó chị, không có rồi, sợ vướng vấp đúng gì rồi, hết. Đúng rồi. Thì chiếc nhẫn này nè thì thích hợp cho những người làm văn phòng hoặc là làm này kia đồ, không có bị sợ vướng dấp đồ đạc đúng chị. Đúng rồi, bởi cái hột đằng giữa đó làm theo cái dạng bezel phải không em? Với 3g chính vàng, 3g chính vàng và 18 làm theo cái kiểu two-tone. Và một viên hạt xoàn chính giữa là 3 ly chính nước ép color VS1. Cái giá bán của em cho chiếc nhẫn này on sale xuống còn $399. $399 mà cho chiếc nhẫn cái hộp xoàn chính giữa là 3 ly chính nước ép color VS, thì cái viên hạt xoàn này bình thường mình bán cũng là 300-350 rồi đó chị. 300-350 rồi. Dạ. Thấy chưa? Đó luôn là cái cả viên vàng xoàn luôn thôi đó. Dạ. Chưa có xoàn. Đấy, quý vị không? Em cho 300 thôi đó, em cho 300 thôi. Thì cái vàng còn lại làm sao mà cái giá được $99? $99. Thành ra cứ mình cứ ngồi mà mình suy nghĩ một phát là mình nhìn thấy rằng là nó là... Mà trong khi đó là cái này chiếc nhẫn này là vàng 18 nữa. Mà 3g chính vàng là tất nhiên hơn một chỉ vàng rồi đó. Đúng quý vị rồi. Mà cái giá on sale của em bình thường cái giá chiếc nhẫn này là 500 đó, nhưng mà hôm nay là $399 để cho quý vị có thể mua sắm, quý vị đeo, quý vị làm phong thủy hoặc là quý vị đeo bất kỳ trên ngón tay nào cũng đẹp hết cả nha quý vị. Hoặc là cái nhẫn này làm cái nhẫn đính hôn. Dạ, các cô này làm đính hôn dễ thương. Bây giờ làm cái chiếc nhẫn gọi là promise ring với các nàng đó. Dạ. Đó, để giữ nàng lại, thôi nàng lại đi ngó người khác mất tiêu. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang món số 17. Dạ, kế tiếp là món số 17 cho một chiếc nhẫn kiểu ghép xoàn vuông. Với 7g vàng, tất nhiên là được một chỉ 8/7 vàng đó quý vị. Vàng 14, 8 viên hạt xoàn vuông 2 ly rưỡi. Và 4 viên hạt xoàn vuông chính giữa là 2 ly 8 nước ép color VS. Cái giá bán của chiếc nhẫn số 14 này của em hôm nay đem đến với đài là $599 mà thôi. Rất là rẻ quý vị. Lại thêm một cái chiếc nhẫn ghép quá là tuyệt vời. Lúc nãy là một chiếc nhẫn kết ghép tròn, bây giờ là chiếc nhẫn này kết ghép vuông. Dạ. Những cái viên hạt xoàn này đều là hạt xoàn vuông hết.
Đó, kết ghép thành giống như một cái hạt sòn vuông, cũng nhìn giống như một hạt sòn 1.5 carat. Nhìn rất là xôm quý vị ạ. À. Dạ, cái còn... vỏ vàng nè, biết chăm nhìn cái vỏ vàng mà trơn láng, em đeo ngón tay đi. Dạ. Trơn láng và bóng như thế này đó là một cái chiếc nhẫn rất đẹp. Còn tại lúc... vì khi mà mình đeo một cái chiếc nhẫn ghép mà trên một cái vỏ sang trọng á, cái vỏ đẹp đơn giản và sang trọng thế kiểu Tây như thế này, em bỏ dạ, vào đi. Khoan, em xin em bỏ vô cái chiếc nhẫn này luôn, hai chiếc để em cho quý vị coi. Một chiếc nhẫn tròn và chiếc nhẫn vuông, hồi nãy là chiếc nhẫn kết ghép tròn với những viên hạt sòn tròn và đây là chiếc vuông. Rồi chị qua chiếc vuông cho quý khách thấy. Đây là chiếc tròn hồi nãy đó quý vị. Dạ, đây là chiếc mới này tức thì đó là chị chiếc vuông. Mình nghiêng cái ngón tay cái máy để ấy quá thành ra mình em phải nghiêng cái tay về phía này nè để cho người ta mới nhìn thấy được. Đó. Hai chiếc rất là đẹp anh luôn. Anh phải chỉnh cái máy lại cho cổ một chút xíu tại vì được rồi kìa. Không, tại vì em phải đứng ẹo cả người đó mới người ta mới nhìn thấy được. Em ẹo qua bên chị nè, em giúp bên chị. Đó rồi. Đó. Người ta mới nhìn thấy được. Đó. Rồi ok chị. Anh thua mấy anh phải chỉnh cái máy. Dạ. Rồi. À rồi đó thưa cho nên với hai chiếc nhẫn quý vị nhìn thấy không? Cái chiếc nhẫn đầu tiên á giới thiệu quý vị. Lấy số 16. Rồi. Dạ cảm ơn quý khách hàng. Rồi, cảm ơn quý khách. Rồi, cái số 17 đang giới thiệu với quý vị á, là $599, là một cái vỏ sang trọng, vừa đơn giản nhưng sang trọng, và ở trên đó nó được ghép với những cái viên hột xoàn Princess Cut, mà những cái viên này đó nó lại nặng đến là 2.5 ly hoặc là 2.8 ly. Trên cái vỏ là 2.5 ly và trên cái mặt của nó là 2.8 ly Đức FVS Clarity. Cho nên khi mà mình đeo cái nhẫn như thế này vào trong ngón tay rất là xôm tù nghe quý vị. Mà cái giá nhìn quá rẻ luôn, chỉ có $599 thì không có chê vào đâu được rồi đó. Đeo mình nhìn xa ai biết được rồi mình đeo một cái chiếc nhẫn gọi là hồ ghép xa đâu. Thì giống như một cái sinh học sòn lớn hay chị ha, giống như 1.5 carat 2K hay chị ha. Rồi đó cho nên mời quý vị với cái chiếc nhẫn này nha quý vị, $599. Dạ Thanh Thủy cô. Con rồi. Thanh Thủy cô. Dạ. Cô Tuyết, cô lấy chiếc số 17 nha. Dạ cô lấy số 17 hả cô? Số 17. Cô tên là cô Tuyết phải không? Dạ cô Tuyến. Cô Tuyến. Tuyến. Rồi cô Tuyến dạ. Dạ cô cho con số phone cô. Dạ. Rồi cô đợi chút xíu nha để viết cái số phone của cô vào rong rồi và rồi số number 17 cho cô Tuyến. Rồi cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi ngày mai cô nhớ ra lấy hàng để con bỏ tên vào bốc thăm nghe cô. Rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô nhiều. Rồi dạ, con cảm ơn cô nhiều. Rồi chào cô nha. Dạ. Cô theo dõi tiếp. Rồi chào dạ, cô. Con cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn quý vị và bây giờ mời quý vị cái số 17 cái số 10 17 đã xô phải dạ, không? Quý khách đó mua dạ, số 17. Số 17 xô cho cô Tuyến nha bên trong. À, rồi số 18 là một cái set gồm có một lắc tay, một bông tai gì đây em gái? Dạ, số 18 là cho một set gồm có một chiếc lắc tay và một đôi bông hoa tai. A là chiếc lắc tay xoàn Hồng Kông làm nghe quý vị. Với 8g7 vàng 18. 5 viên hạt xoàn chính giữa là 2.7 ly, nước ép color VVS và VS. Hộp rất là trắng và sạch. Cái giá bán bình thường của em là 1.100. Rồi. Mà hôm nay on sale resale $795 thôi. $795 cho chiếc lắc. $795 cho cái số 18B. À, 18A. Dạ và B là một đôi bông hoa tai cũng là anh hồng. Đánh, à đúng rồi, 795 cho nó theo cái kiểu của nó luôn đó quý vị. Xoàn Hồng Kông xoàn cái vỏ này vỏ Hồng Kông làm với 2g7 vàng 18. Hai viên hạt xoàn chính giữa đó là 3 ly một hộp đó là em đo là 3.85 ly và một hộp 3.9 ly. Cũng là nước ép color VVS và VS. Cái giá bán cho cái đập bông hoa tai là $650. $650 cho cái đôi bông hoa tai và chiếc lắc tai là $795. Hai món đồ này rất là dễ thương. Đúng rồi. Cái lắc đeo tay này đó mỗi một cái hột như vậy á nó được nó cái chấu của nó là cái gì quý vị không? Cái chấu của nó là hai cái hình trái tim. Dạ cái chấu là hai chấu. Cái hình trái tim ở hai bên
nó giữ cái viên hột xoàn đằng giữa theo cái kiểu mà gần giống như là channel setting đó thưa quý vị. À, nó chỉ có hai chấu mà thôi, nó giữ cái viên hột xoàn đằng giữa. Cho nên khi cái chiếc vòng này á, khi cái vị đeo vào trong tay nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa dễ thương mà nó không bị mắc vào áo quần, là bởi vì nó là hình trái tim. Cái vàng nó làm rất là dày dặn và trơn láng. Nó không phải làm giống như cái bốn chấu bình thường với những cái chiếc lắc bình thường, mà cái chiếc lắc này á, là nó làm hai chấu. Mà cái đế gọi là cái đế đó chị, cái đế để hộp nó lên đó. Số 10, mười mấy số? Số 18 mà A hay B? 18 mấy? 18 gì? Dạ, mà chiếc lắc này á, là cái 18 cái, ABC. Cái thành ở dưới đó là nó lộng theo kiểu trái tim Hồng Kông làm, cho nên rất là đẹp quý vị. 18 B số rồi xong. Dạ, vậy em nói thêm cái chiếc lắc. Thì chiếc lắc này á quý vị, có thể là mình đeo hoặc là có thể là mình mua cho con gái mình và con cháu mình. Nó xinh xinh, rất là dễ thương. À, bên trong ghi rằng là rất là dễ thương mà có ý nghĩa, nó lạ kiểu lắm quý vị ơi nè. Quý vị nào vừa mới mua cái đôi bông tai đó thì thấy với em thấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn quý vị. Có sợi nguyên, có một cái một bộ để quý vị đeo thì không có gì tuyệt vời hơn. Nè quý vị coi nè, cái chấu nè, cái chấu trái tim luôn nè. Đó, cái chấu nó không có chấu, nó làm hai chấu mà nó nhận những cái viên hạt sòn nó nằm trong cái bezel của nó luôn. Rồi. Rất là đẹp nè, cái chấu cái thành của nó là thành trái tim, gọi là cái thành trái tim, rất là lạ. Rồi chúng tôi chuyển sang món số 19. Em cho quý vị coi cái nè đó. Được rồi, người ta có trên màn ảnh tốt hơn rồi, okay. Rồi số 19, số 19 đó là một cái nhẫn kiểu 5g3 và 14. Dạ. Chị đọc giùm em. 6 viên gì đây? Số 19 với 6 viên hạt xoàn từ 1 ly rưỡi đến 2 ly. Và 6 viên hạt xoàn 3 ghét nữa. Ok. Và 1 viên hạt xoàn chính giữa đó là được 3 ly 6 và gần 3 ly 7. Nước ép color VVS và VS. Cái giá bán cho chiếc nhẫn này là chỉ có $550 mà thôi. $550 cho một chiếc nhẫn Maki đúng không? Đúng rồi chị, cái số 19 đó chị, chiếc nhẫn này cũng rất là rẻ đó chị. À, cái vỏ cái thôi đó cũng mua hết 600 luôn đó. Đúng chưa rồi. Có cái hộp luôn. Trong khi cái hộp đằng giữa luôn, cả hộp luôn mà cái hộp rất là đẹp. Cái hộp đằng giữa là 3 ly 6 gần 3 ly 7, 3 ly 6 già gần 3 ly 7. Nước ép VVS và VS Clarity chỉ có $550. Cái chiếc này này phải nói rằng là cũng mình, rất là dễ thương mình, và đeo mình, mình đeo cũng dễ thương lắm nè. Đó, mình xinh đeo. Xinh chị ha. Dạ, mình đeo cho nó lớn. Nhẹ trên tay mỗi ngày mỗi kiểu. Xinh lắm quý vị ạ, nhất là cái giá chỉ có mấy trăm thôi đó quý vị. Rồi đi làm mỗi ngày mình đeo mỗi ghế khác nhau cũng thích vậy. Có phải không thưa quý vị, mấy trăm mà mình có được những cái loại nhẫn khác nhau để chúng ta đeo, những cái kiểu cỏ khác nhau chúng đeo trên mỗi cái outfit của mình thì rất là tuyệt vời. Với cái chiếc nhẫn này đó, phải nói là cái kiểu nó làm ra hai đầu hai bên, nó giống như hai cái nơ đó. Dạ, hai cái nơ. Hai cái nơ đúng không? Dạ, chính giữa nó đi xéo. Nó đi xéo với nhau đó chị. Đúng cho rồi. Cho nên nhìn cái hộp nó lớn thêm đi chị. Nên là em đeo thử con tay đi cho quý vị. Nó cũng xinh xinh, nó dễ thương lắm quý vị. Đúng rồi. Nè, theo có mấy trăm đồng thôi, cái vỏ thôi mình mua cũng đã hết 500-600 rồi. Rồi. Luôn cả hộp đó. Luôn. Thấy không? Cho nên mình đeo những cái loại như này rất là cái này rất đó hai chiếc giống như hai cái band nó nhập lại đó, hai chiếc luôn đó, hai chiếc nhập lại luôn. Cho nên cái bề bản của nó rất là dày dặn, lớn lắm. Tuyệt vời. Dạ, yeah, mà chỉ rồi. Có $550. Đây, cảm ơn quý vị nhiều lắm và bây giờ chúng tôi sang món kế tiếp. Một mặt dây chuyền Cose với 6,5g và 18 làm từ Ý. Và 12 viên diamond 2 ly, 2 viên diamond 4 ly, 1 viên 4 ly 2, nước FVS và Good SI Clarity. Và giá hôm nay gửi đến cho quý vị only $1,050 mà thôi. Hình như cái dây này đây. Quá dễ thương chứ cái sợi dây Cose này. Cái sợi dây Cose này đó là của Italy đó chị. Cái sợi dây chuyền của Ý. Dạ, nó có cái stamp Italy trong đó luôn. Có cái stamp của Italy. Dạ. Một cái mẫu design cũng rất là lạ mà đẹp dễ thương quá quý vị. Những cái cánh, những cái ô tròn đó chị, làm giống như hình caro hay chị ha, hình vuông. Rồi trong đó có 4 cái viên hạt xoàn nó làm thành cánh bông mai. Và thêm một chính giữa nữa là cái nhụy. Và với cái 3 cái viên hạt xoàn là 4 ly, 2 viên hạt xoàn 4 ly và 1 viên hạt xoàn 4 ly rưỡi chính giữa, 4 ly 2 chính giữa, xin lỗi quý vị, 4 ly 2 chính giữa. Thì ba cái viên hạt xoàn này cũng đã đủ cái giá 1,050 rồi. Đúng đó chị vậy. À. Đúng rồi. Dạ, mà hôm nay mình gửi đến quý vị chỉ có $1,050 mà cho cả vỏ và hộp luôn. Ba viên đằng giữa là 4 ly.
Đúng chưa? 4 ly 2 chín rưỡi và 2 ly 2 là 4 ly. Đó, dạ. 4 ly 2, cái viên 4 ly 2 chín rưỡi quý vị mua cũng phải là khoảng gần 600 rồi, 500 rưỡi, 600. Hai viên hai bên là mỗi một viên vậy cũng 400, trên 400 đồng. Dạ, đó, bởi vì nước FBS mà thưa dạ. quý vị, à, hồ huống chi bây giờ còn nguyên cái vỏ nữa bỏ đâu. Dạ, không lẽ cái vỏ còn có vài đẹp. Chục, còn 1-200. Và rất là không? Dễ thương. Đúng nè, rồi. Một cái mẫu design này rất là lạ mắt luôn đó. Đó, dạ. Là mới tính có 3 cái viên đằng dựa thôi là quý vị thấy là chạy đi cả càng đồng rồi, trên 1.000 đồng thế rồi. Thế quý vị mua hộp sòn thôi đó, lời được cả hộp sòn nhỏ. Đúng, lời được cả cái vỏ nữa. Cái vỏ đó, cái vỏ luôn đó, mà cái vỏ của design của Italy. Dạ. Cho nên phải nói rằng là đây là một cái dây mà cô dê theo cái dạng mà I love you đây hoặc là Phước Lộc Thọ đây rất là dạ. tuyệt vời đó quý vị, nhìn thấy không? Những cái món hàng có stem Italy. Dạ thì em mới nói là của Italy, mình biết là của Italy đúng đó, luôn đó chị. Dạ. Đó, cho nên nó rất là dễ thương quý vị, thấy với trong ướp trong cổ nè, khi mình đeo trên một cái mặt trên cái cổ của mình có một cái sợi dây dễ nhẹ thương nhẹ, lắm. Nhẹ đó, rất dễ thương dạ. mà không quý vị. Đó, là Vy Trâm đang đeo để cho quý vị dạ, nhìn mà ngắm. Cái giá chỉ có 1.050, quá rẻ hả chị ha? Quá rẻ, dạ. không có thể tìm đâu ra được hơn nữa đâu quý vị thì... À, cho nên mời quý vị nha. Cho nên cái dây chuyền này là phải có người lấy đi, tại vì dạ. không có đụng hàng. Không có đụng hàng, ai có một cái đôi không dây Vy Trâm bán dạ. từ trước đến giờ đó là Vy Trâm, cái nào mà nó không đụng hàng là Vy Trâm sẽ nói ngay. Là vì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, một ngày mà Vy Trâm bán 50 món mà 5 ngày như vậy Vy Trâm bán mấy trăm món. À, mà Vy Trâm bán 6 năm nay rồi. Tức là nhiều cái mặt hàng là Trâm nhìn là Trâm biết ngay nó như thế nào rồi Phạm, thưa quý vị. À, cho nên người ta nói trăm hăng bằng tay quen, nhìn riết rồi phải biết. À, cho thì nên chị biết rồi đó, những cái mẫu design của Italy đó đeo rất là sang. Đúng rồi. Không có đụng hàng nhiều đâu quý vị ơi, không có bao giờ đụng hàng. Cho nên chỉ có một và không có hai, ngoại trừ khi nào mình tới ngay cái chỗ tiệm, ngay chỗ đó nữa mình đúng mua thì mới có vậy. Thôi. Đúng vậy. Rồi bây giờ chiều món kế tiếp em gái. Dạ, kế tiếp là món số 21. Mời quý vị mua cái số 20 nghe quý vị. Số 20 nó rất là đẹp đó. Vừa không biết đẹp, đâu. Đẹp vừa đẹp dạ. mà vừa rẻ đó. Rất dạ, là. Kế tiếp là món số, từ cái số 20 trở về tới số 20. Ồ, 20, 21, dạ 21 em xin lỗi. Mặc cái chuyền ngọc từ trai. Từ số 21 cho tới số 25 là những cái viên ngọc trai mà ngày hôm nay em đem đến với đài là những viên ngọc trai sao super có màu golden nghe quý vị. Quý vị đón xem từ từ đây. Dây, em có dây. Đây là một mặt dây chuyền ngọc trai sao si. Đây em có dây đây. Ở trên truyền hình đó là cái món số 21 đó là cái viên ngọc trai sao super của Úc. Có màu xanh, có màu vàng golden, rất là đẹp, không tì vết. Với đường kính là 13.2 ly. Và nằm trong một cái vỏ pendant. À, chị nhìn cái pendant đó kìa, có cái gì lạ không? Cái pendant đằng trên nó có một cái viên cái hình chị thấy cái hình không, hình cô hình công mình gọi là cô công chúa đúng cô rồi công. 21 dạ à, 20 số rồi. Cái design này cũng rất là lạ, thay vì mình design một cái nhánh lá lắm. một cái hoa hay cái gì đó thì đây là một cái design là cái con công. Có hai con mắt là hộp emerald. Đúng rồi. Dạ, nằm ở dưới đó là một cái viên ngọc trai màu vàng golden. Đường kính là 13.2 ly. Vàng 18, cái pendant vàng 18 và 38 viên hạt xoàn brown diamond. Cái giá cho cái pendant này $799. Quá rất, đẹp. Rất là đẹp. Những rất cái viên ngọc trai ngày hôm nay em cũng tưởng lửa đây nè chị. Dạ. Ồ, chị tìm lại ra chứ ra. Chị nhìn thấy là dễ thương không? Đúng rồi, đúng rồi. Em, con công hay múa. Em lúc mà em mua đó thì em tưởng là cái nhánh hoa thôi. Em cứ coi thôi. Mà tới ngày hôm nay em soạn ra, em làm đồ đó. Ngày hôm qua em soạn ra. Ồ, cái này là con công chứ không phải là cái chú cô công chứ không phải là cái nhánh hoa. Người ta nói là con công hay múa đây dạ, nè quý vị. Dạ, cho nên đó. Rất là có duyên dáng quý vị đúng ơi. Rồi. Cái mặt dây chuyền này rất là duyên dáng và cái con giá chỉ có là $799 thôi. Nó mua làm sao? Làm duyên nó làm giá. Nó mua thế nào? Quý vị có thấy không? Đâu, đây nè, đây chị đây, coi. Đây cái sợi nhỏ em có nhiều dây đó bữa nay, bữa hôm rồi không có đem dây lên chị la quá trời bữa nay em đem lên đó. Đúng rồi. Cái sợi đó hơi lớn, cái sợi đây đây em đeo được nè. Đeo được hả? Được nè chị. Tốt, giỏi. Nè. Đeo đi. Tại cái mắt chị mờ rồi, chị không thấy rồi. Em chào. Đồng chào nha. Trời, đứng trước mặt quan thiên hạ mà đồng chào quá trời nha. Thôi tôi không nói được, tôi để nó nói luôn.
Vâng, thưa quý vị, nói cho nó mà dỡ cho chị biết chị không có giận mà. Cho nên đâu có giận hè. Vâng, giờ kính thưa quý vị, Bích Trâm đây. À, cô cho tôi hỏi cái sợi dây mà của cái chương truyền 20 đó nó có dài không cô? Ô, cái sợi dây đó dài dằng cô, cái phước lộc thò đó em, sợi dây à, cái sợi dây cô dê đó hả cô? Dạ, yeah, đẹp. Cô ơi, cái sợi dây số 20 mới vừa rồi đó hả đúng cô? Đúng rồi. Dây 6 gram rưỡi vàng đó cô ơi, 6 gram rưỡi vàng, vàng 18 đó cô. Ừ. Uh-huh. Tất nhiên là để con coi 6.5 giờ. Cô đã mua rồi phải không? 3, 7, 5. Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, thì cũng được chỉ mấy vàng đó cô? Một chỉ mấy vàng đó, dạ, cái sợi dây 7, không á? Chỉ 7, chỉ 8 vàng đó cô. Dạ. Cái sợi dây không? Mà cái sợi dây đó nếu mà cô rất là đẹp cô ơi, rất là duyên dáng. Mà nếu mà cô muốn dày hơn thì mình thay cũng dễ lắm cô. Dạ. Dây nữa thì... Dạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Rồi bây giờ mời cô nhìn tiếp lên màn ảnh dùng cho Bích Trâm với cái sợi dây sao super màu golden. Dạ. À, với cái chú công nằm phía trên rất là đẹp, rất là có duyên. Rồi chào cô nha, mời cô giữ đường dây dùng nha. Dạ. Gọi là cô công. Cô công cho nó nhìn cái duyên dáng thấy không? Ừ. Nó è nó có cái những cái cánh bông đẹp dễ sợ chưa? Ẻo lả rồi thêm cái hai cái viên mắt. Con mắt là hình emerald luôn, hai đúng cái viên emerald chính giữa. Hai con mắt là hai viên emerald. À, hai viên emerald. Màu xanh đúng rồi, con công cái màu xanh mà quý vị. Dạ. Cho nên con mắt nó cũng phải màu xanh xanh như vậy. Dạ. Mà hình như là cũng biết trong nhớ mắt nó màu đen. Chị nhưng thấy không, những cái đồ Hồng Kông design rồi mình không có chê được đúng không? Rồi. Những cái kỹ thuật và những cái tỉ mỉ rất là sắc sảo mà đẹp luôn. Đó. Đây là những cái mẫu của Hồng Kông làm design. Đúng cho nên rồi. Rất là đẹp, mà viên ngọc á là viên ngọc trai đó là của sao si. Đẹp của Úc, rất là đẹp. Cái viên này phải nói là cái viên này nó không tì vết luôn nha. Dạ rất là đẹp, em tuyển lựa lắm mới được như vậy đó chị, chứ không phải là có quá. Đúng, ngọc trai đó. Nhiều viên bị tì vết nhiều lắm, nhưng mà em lựa nhiều lắm, em lựa kỹ lắm cho nên mới được. Ngọc trai mà quý vị tìm những cái viên không tì vết là một, và thứ hai nữa là quý vị cái xà cừ của nó đó. Nếu mà cái xà cừ nó dày á với một cái xà cừ mà nó không được dày lắm, hai cái nó khác nhau. Quý vị nếu là những người mà từng mà sử dụng đeo ngọc trai đó, là quý vị sẽ biết nhận những cái đó. Quý vị sẽ nhận xét là liền. Yeah. À, cho nên với cái viên mà golden sapphire này rất là đẹp đó quý vị. Mà cái giá chỉ có 799 đô la cho cái pendant số 21 này. Rồi và bây giờ chúng tôi mời quý vị sang món số 22. Dạ, kế tiếp là món số 22 cho cái một mặt dây chuyền cũng là sao super. Em có hai mặt dây nha, một cái trắng và một cái vàng. Thì cái giá sẽ bằng giá với nhau. Đường kính là 15 ly 2. Dạ, Bích Trâm xin chào ạ. Trong cái sợi dây 21 nó phân công có ông dây chuyền không chị Trâm? Dạ, thưa không. Bây giờ đó không có, dạ tại vì bán là thấp rồi, nhưng mà nếu mà chị muốn có dây đó chị ra thì em mua bán giá rẻ chị, thì cổ sẽ bán cho chị giá rẻ nha. Kèm chung như cái đó chị. Đúng rồi, chị tên gì? Chị đã ghi bên trong chưa? Em ở trong, chị em ra đó. Về perfect. Rồi em cảm ơn chị nha chị. Cảm ơn chị nhiều rồi. Rồi em biết tìm em chưa chị? Bên trong sẽ chỉ. Dạ, trong tìm em chỉ, trên chị. Lầu Phước Lộc Thọ số quầy số 36. Rồi, mời chị giữ đường dây giùm em nha. Rồi. Chị ơi, có cần thì gọi em cái số điện thoại của em là 7143169565. Rồi. Và cái mặt dây chuyền đằng trên màn ảnh nó cũng là một cái mặt rất là dễ thương ở cái điểm. Vừa dễ thương mà vừa sáng trọng nha. Dạ. Nó nằm trên một cái khung tròn với có hai cái đường trờ lường. Những cái viên hột xoàn nằm trên một cái đường cong, rồi lại là trên một cái đường cong được solid vàng, rồi đằng trên đó nó lại có những cái viên, một viên emerald đỏ, ruby chị, ruby đỏ, ruby đỏ. nói lộn emerald, ruby đỏ rất là dễ thương, mà cái này là của Hồng Kông, cho nên cái người Hồng Kông họ làm những cái loại này đó, họ rất tỉ là mỉ lắm, tỉ mỉ và họ để ý đến những cái khía cạnh mà người phụ nữ của chúng ta thích đeo. Đúng rồi. Cho nên đây làm là cho những món đồ nó duyên dáng, nó dễ thương, nó thanh thao mà nó rất là dễ thương. Đó. Dạ. Và cái này là 950 đô la mà đeo vô sang lắm. Dạ. Mà mới toanh nha quý vị. Cái đường kính của cái sợi dây này á, cái mặt dây chuyền này á, thì một hộp đó là 15 ly 2 và một hộp đó là 14 ly. Dạ. Mà hai cái pendant này bằng giá với nhau,
Em có một cái trắng và một cái vàng. Nếu mà những quý khách nào mà muốn mua cái trắng thì thích trắng thì lấy cái trắng. Còn đúng những quý vị nào mà thích màu gô đó, màu vàng đó thì lấy cái màu vàng. Rất là đẹp. Và cái giá bằng nhau là $950. Được chưa? Được chưa? Rất là đẹp. Đã, quý vị ơi. Quý vị ơi, quý vị nhìn thấy mới nhìn toanh, vô rất còn là mát, còn này kia đầy đủ hết. Chà, mấy cái này mấy chị em mà chúng ta mà chị biết không, hồi xưa lúc trước đó chị, cái viên ngọc trai này là phải 1,000+ đó chị. Đúng cái viên rồi. Ngọc trai thôi đó chị, không có giá, chưa có vỏ đó chị, chưa có cái pending đó là phải 1,000 đồng trở lên. Đúng đó rồi. Chị, mà bây giờ mình bán rẻ. Cả vỏ cả này cả kia chỉ có $950 mà thôi, quá đẹp luôn. À, biết Trâm thấy có mấy cô bạn Trâm biết Trâm mới làm ở trong mấy tiệm rau tóc á, họ thích đeo cái này lắm quý vị, rất là sang nên rất là dễ thương nha quý vị. Rồi và bây giờ biết Trâm chuyển sang món kế tiếp thì đi. Bây giờ cái phong trào trở lại đeo ngọc trai, đúng vậy, đá màu cũng nhiều nữa chị. Đúng vậy, cho nên rất là đẹp. Rồi một cái ngọc trai khác cũng quá là tuyệt vời nè, em nói đi. Dạ, kế tiếp là số 23 cho cái viên mặt dây chuyền ngọc trai cũng là sao silver màu golden 14 ly, vỏ vàng 18 của Hồng Kông Design, 3g3 vàng, trong đó được 33 viên hạt xoàn 1,5 ly và 8 viên hạt xoàn 2,4 ly và 2,5 ly, trong đó nó còn thác nó ghi trong đó. Cái giá bán của em cho cái mặt dây chuyền này on sale xuống là rất là đặc biệt, $1,050. $1,050 rồi giờ bỏ xong $1,050 em để cho. Trời ơi, tao bị cái móng tay nó dài quá. Rồi đọc đi. $1,050 cho một mặt dây chuyền sao silver số 23 nghe quý vị, quá là đẹp luôn. Những cái mẫu này là đẹp không à quý vị ơi. Từng mặt dây, từng kiểu, những biết khách nào coi những cái mặt nào. 35 viên hột xoàn 1,5 ly và một viên 2,4 ly, 2,5 ly nằm trên đó. À, nước FVS Clarity bằng vàng 18 mà nặng đến 3g3 chị, và cái giá quá dễ thương đó chị. À, wow, chị cái số 23 quá đẹp. Còn về cái giá cũng là $1,050. À, nhưng mà cái này số mấy xô? 20 xô. Chúc mừng quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. 20 xô rồi, có người mua cái tô dây rồi đó, đúng rồi. Rồi và bây giờ cái mặt 23 này đó quý vị, nhìn thấy cái viên ngọc trai đẹp không? Viên ngọc trai rất là đẹp. Đây, để cho nó thẳng vô một cái nè, mới toanh nha quý vị. Quý vị đừng có sợ rằng là mua cái của ai lại hết. Dạ, cái này đồ new. Wow, cái này á, cái phải nói là cái dây này á, cái dây này đó, nếu mà quý vị á mà có cái quý vị đeo cái cổ, quý vị là hơi có người cổ ngắn đó, à thì á đeo cái này vô làm mình thon thả hơn nhiều lắm. Sợ chưa? Mình làm cho mình thon thả lắm quý vị ạ. Đó, mình giống thấy cái kiểu này đó, rất là thon thả sang, quý vị chị ơi. Thấy nó đơn giản thôi mà rất là sang, chị thấy rất không? Là sang, rất mình không là có cần cầu kỳ nhiều quý mà quý cũng rất là sang. Đó, đơn giản cho nên, thôi. Cho nên để như thế này là quý vị đã nhìn thấy như thế nào rồi. Dạ. Đó, thí dụ như cái áo với trâm mặt nè, xong rồi với trâm quàng thêm một cái đeo một cái sợi dây này vô, quá là tuyệt vời ha. Dạ. Tuyệt vời vô cùng đó, để xa rồi quý vị nhìn thấy không? Yeah. Rất là dễ thương. Một như cái thế mặt này. Dây chuyền mà chị biết không, ngọc trai hồi rất là mắc, rất là sang đó chị. Mà bây giờ thì mình bán đem chế đài, đem đến chế đài đó chị. Thì đúng giá rồi. Cả rất là rẻ mà mà em lựa kỹ đó. Em cực công lắm em mới lựa. Mà cái đường kính của cái viên hồ viên sao silver này nó cũng phải là 15 16 ly đó chị. Đó, 15 16 luôn á. Cái viên 23 là 14 ly, 14 ly. Dạ. Từ quá 13, 14, vời. 15 ly trở lên thôi mà. Em chọn lựa kỹ lắm. Dạ. Rồi, cái món số 23 chỉ có $1,050 nghe quý vị. Em xin qua món số 24. 24. Dạ, cho một mặt dây chuyền cũng là sao silver 13 ly, cũng là cái màu golden, với vỏ vàng 18, Hồng Kông, với 29 viên hạt xoàn. Cái này chị nhìn chị thấy giống như một cái cây cây mai hả chị, cây mai đó, hoa mai nằm trên kia, mà cái mai này nó nở ra một cái viên sao, một viên ngọc trai màu vàng quý vị ơi, không phải nở viên ngọc trai mà cái cây mai này á, không, cái cây mai này á là cái mai này người ta gọi là cái mai bonsai, rồi trên đó là người ta treo một cái lồng đèn thì nó mới là đúng. Cái mai bonsai mà nó treo một cái lồng đèn hay con treo một cái quả trâu. À đó, thì nó mới đúng em gái tôi, trời em không nói. Hình dung ra được mà chị biết sao hình dung đó. Ra được.
Tại vì hay quá. Tại vì tôi trồng cây tôi biết chứ. Dạ. Cái món số 24 này chỉ có 899 đô la quý vị ơi, rất là rẻ luôn đó. Cái đường kính của cái viên ngọc trai này cũng lạ lắm, lạ kiểu lắm. Mình đeo cái này mình đeo ngày Tết hả chị ha, đúng rất rồi. Là đẹp hả chị ha. Đúng. Lạ đó, sắp Tết sáng tới rồi. Màu vàng nữa. Dạ. Năm mà đeo màu vàng đó. Vô cho nó huy hoàng. Cái viên ngọc trai màu vàng là quá phong thủy rồi, quá đẹp rồi. Và thêm hoa mai nữa hả chị ha. Hoa mai nữa. Cái này người ta đem có một nhánh hoa mai, cái này mình bưng nguyên cây về nhà. Bưng nguyên cây về nhà luôn. Bưng nguyên cây để đeo trên người luôn là quá quá là quá may mắn hả chị. Đó đúng rồi. Tiền quý vị mua một cây bonsai này đem về đó. À, là nhiều khi không, quý vị không biết trồng à, nhiều khi ở ngoài Tết đó hả, nó bán cây như vậy á, bán cả mấy trăm đồng á chị. Bonsai ở ngoài Phước Lộc Thọ mấy năm trước bán đắt lắm đó chị. Đúng rồi, mấy em hỏi thử cả ngàn đó chị. Đúng à, chứ không phải rẻ đâu chị. Cây nhỏ nhỏ thôi là còn mấy trăm đồng. Nhưng rồi mà mình về mình chỉ còn trồng, mình còn mình phải thích khe, còn cái còn khỏi này khỏi mình đeo, cứ đeo hoài hoài mà cái giá có mấy trăm đồng đúng thôi. Đúng rồi, mà cái này lucky cả đời luôn. Đúng rồi, đúng rồi đó quý vị. Anh ơi chiếu vào cái cổ cho mấy tâm trí đi rồi chuyển sang món kế tiếp đâu rồi. Cho nên em thấy những cái mẫu lạ lạ gì em hay đây quý vị nhìn thấy không, đẹp chưa đó. Mình đeo những cái kiểu mẫu nó lạ như thế này á. Ờ, tại vì trước đây người ta đeo cứ đeo cái kiểu mà cổ điển á. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, cái quá người sang quá đẹp chị ha. Cái người nghề dân người ta đã biết làm ra những cái kiểu khác để cho mình đeo vô mình không có bị gọi là monotone nữa thưa quý vị. Dạ. Vâng, 899 đô la cho một cái mặt sao Super Golden của gọi là Úc nghe quý vị. Cái màu Golden này chỉ có Úc nên mới có thôi, rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi bây giờ chúng tôi sang món số 25. Không biết ai đi 25. Ai đây sẽ là rinh cái cây bonsai hôm mai này về đây. Quá rồi. Đẹp luôn, em thấy mặt quá đẹp. Mặt dây chuyền hình trái tim vậy đây em gái. Dạ, kế tiếp là mặt dây chuyền hình trái tim. Wow, đẹp quá, cái mặt dây chuyền này cũng là quá đẹp này nè. Đồ sộ. Dạ. Đó là nữ hoàng đó chị. Nữ hoàng phải không? 3 gam tám vàng của Long Anh phải không? Trái tim là nữ hoàng của Long Anh, đúng rồi. Mặt dây chuyền hình trái tim với 3 gam tám vàng, vàng 14 của Italy design, rất là đẹp, với 9 viên hạt xoàn mạc kỳ kết vòng xung quanh và 14 viên hạt xoàn tròn, 1 ly 9 và 2 ly. Kết xen kẽ với nhau nha. Và kết xen kẽ với nhau, thêm một chính giữa đó là thêm một viên hạt xoàn 4 ly nữa. Tất cả nước giác đều với nhau hết, đều giác đều nước với nhau, đẹp lắm. Nước ép color VS, cái giá bán của em đem đến với đài ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt. 1250 đô la cho cái mặt dây chuyền trái tim lộng lẫy này. 1250 đô la. Đẹp quá. Có một không có hai. Em biết cái mặt dây chuyền này á. Phải nói rằng là đây là một cái design về cái pendant hình trái tim. Nhưng mà đây là lần đầu tiên với Trâm nhìn thấy đặt, họ đặt tất cả những cái viên chung quanh là những cái viên marquee, kèm giữa nối tiếp là những cái viên tròn tròn nhỏ, rồi đằng giữa nó là giống như một cái hoa để giữ một cái viên hột xoàn nằm đằng giữa. Đây là một cái kiểu quá rất đẹp luôn. Là lạ. À, phải nói là nếu mà quý vị thích đeo hình trái tim đó thì đây là một trái tim xuất sắc để quý vị có thể gọi là mua, quý vị đeo trong những cái dịp mà gọi là nói là birthday, sinh nhật của quý vị sắp tới rồi, quý vị cứ việc rất đeo là đi. Có ý nghĩa. Ông xã ơi cứ mua cho các nàng đi. Dạ. À, đây là một cái món quà mà rất là có ý nghĩa luôn đó, mà đúng rất rồi. Là đẹp và lạ mắt đó. Luôn đó quý vị ơi. 1250 đô la thì thật sự là không thể nào chê vào đâu. Dạ. Được quý vị nha. À, chỉ có 1250 đô la mà thôi, cho nên quý ông thương vợ thì mua ngay cái trái tim này để tặng nàng, thì các nàng sẽ chăm sóc cái kỹ lưỡng hơn nữa. Không bị thanh thủy chăm sóc cho ông xã làm sao đây em ạ. Ông xã nói bây giờ thanh thủy bán nhiều quá, không mua gì đây. Ông không mua gì hết. Không mua gì hết, khổ. Ông đã có nhiều quá rồi, không mua gì hết. Đó, thấy không, khổ vậy đó. Cho nên bây giờ người nào mà không có bán vàng thì ông chồng ơi cố gắng đi mua cho các nàng dùng cho biết trăm. À, là cho nên mình đây. Lỗ mình bị lỗ chị. Cho nên mình bị lỗ chị, mình không được gì hết chị. Tại vì mắc bán hàng rồi thành ra bây giờ không cho nữa. Hôm nay đầy đủ quá ông rồi. Ông cho thứ khác. Nó đầy đủ hết rồi, không cần cho gì thêm nữa. Không cần cho gì thêm nữa phải không? Dạ. Rồi. Và bây giờ mời quý vị sang món số 26. Cái mặt dây chuyền này rất là đẹp nha quý vị. Có một không có đừng hai. Đừng bỏ lỡ cơ hội bởi dạ. vì đây là một cái mà muốn thêm chồng... nữa cũng không có đâu. Đúng. Chỉ có một mặt duy nhất có thôi. Có 102 dạ. gọi là only you. Dạ.
Only mà rất là đẹp. Dạ, đây là chị đọc giùm em chiếc 26 đi chị. Ok, 26 là một cái dây lắc tay nặng đến là 14 gram 7 và 14. 65 viên hộp xoàn 2 ly nước FVS và Good Advice Clarity. Và giá chỉ là 1.050 đô la mà thôi. Quá là tuyệt vời quý vị ơi. Vâng, chào quý vị. Dạ thưa không, bán rẻ cho dạ, cô đi. Dạ cô ơi, không cái này mặt dây không, không có dây. Không có dây cô. Ừ. Con chỉ bán mặt dây thôi cô, chứ nhưng không có dây chuyền cô. Nhưng mà cô ra cô tiệm con mua dây chuyền đi, con bán rẻ cho cô. Ừ, chứ không rồi. Có tính mắc cho cô đâu. Dạ, vậy cô lấy món này hả cô? Dạ 11 giờ rưỡi cô, 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi con có mặt, con mở cửa 11 giờ rưỡi. Dạ cô xin đổi cô tên gì vậy cô? Dạ. Rồi cô Hồng Phạm rồi, number 25 phải không? Rồi cái số phone của cô để viết vào đây nha. Cô đợi cho chờ, cô đợi cho biết chăm một tí nha. Rồi số 25 số. Rồi cảm ơn cô, ngày mai cô ra lấy nha. Rồi cảm ơn cô Hồng nhiều. Dạ 11 giờ rưỡi nha cô. 11 giờ rưỡi. Dạ vâng, giá của nó là giá 1.500 mà con ơi sale xuống còn 1.250 đó cô. Cái mặt này là 1.250 nhưng còn sợi dây cô ra đó, cô tùy nghi cô chọn dây nhá. Đó, tùy nghi cô chọn cái sợi dây là theo ý của cô, một cái là cô Thanh Thủy sẽ bớt giá cho cô để cô có sợi dây đẹp cô đeo nhá. Vâng, rồi chào cô. Dạ vâng, chào cô. Dạ. Rồi quý vị ơi, bên trong ghi dùng nha, số 25 xô. Rồi và số 27 cái số 26 1050 đô la với 65 viên hộp xoàn 2 ly nước ép VS Clarity và Good S2. Đây là một cái dây chuyền mà biết Trâm phải nói rằng chị là khác. Họ đã làm theo một cái dạng gọi là khi mà mình đeo vào chắc chắn nó sẽ không bị lật và rất là chắc chắn, nó nằm theo kiểu mà bezel setting, nó nằm gọn hẳn vào bên trong. Và cái workmanship của nó đó là quý vị biết không, nó trơn láng và cái số vàng nó rất là nặng. Đây là một cái chiếc lắc tay và biết Trâm nói rằng nếu quý vị chọn cho mình một cái chiếc lắc tay mà nó đẹp để quý vị đeo chung với tất cả món nữ trang nào quý vị thích thì đây là một cái chiếc lắc tay quý vị đừng nên bỏ qua. Bởi vì khi Bích Trâm rờ trên cái này, Bích Trâm vuốt ở trên cái sợi dây á, hoặc là Bích Trâm mặc một cái áo lưới nè mà Bích Trâm bỏ lên nè, nó không móc vào trong cái áo của Bích Trâm đó, nó không có móc vào, nó không có vướng vào cái áo của Bích Trâm. Là quý vị thấy như thế nào, đó là một cái vòng đeo tay mà quý vị đừng có bỏ qua, bởi vì cái workmanship nó quá là tuyệt vời. Của ngoại quốc làm nó rất là trơn láng. 1.050 đô la, trên đó nó có 65 viên hạt xoàn, 65 viên hạt xoàn 2 ly nước FVS và Good SI Clarity nha quý vị. Và vàng là 14.7 gram vàng, đó gần 4 chỉ vàng rồi đó quý vị. Thì cái này mình tính đi tiền vàng với tiền hạt xoàn cũng là hơn cái giá tất cả những mình nhìn nó như một cục rét đẹp mà quá. Cái giá chỉ có 1.050 thì rất là rẻ. Perfect luôn á. Rất là rẻ luôn. Rồi và bây giờ chúng tôi sang món số 27. 65 viên hạt xoàn 2 ly mình mua ít nhất là cũng gần 1.000 đồng rồi đó, mình thêm 14.7 gram vàng nữa. Mỗi đôi vuông tay xoàn vỏ Hồng Kông 1.4 vàng 18, 2 viên xoàn chính giữa là 3.7 ly F Color VS Clarity hột trắng sạch. Hôm nay gửi đến cho quý vị only 499 đô la mà thôi. Wow, 3.7 ly và 499 đô la thì không chê vào đâu được rồi quý vị nha. Đây rồi, nó giống như cái hoa, rất là dễ thương. Dạ, nó giống may bốn cánh. Đúng rồi. Cái này ấy hả quý vị biết không? Dạ. Ai mà mới sâu lỗ tai đó mà muốn cái tai của mình mà nó không cái... trít nè, hoặc dạ. là con gái của mình á là các cô thích loại nhỏ như vậy để đeo dạ. trọn cái tai đẹp lắm. Nhìn sơm lắm chị, nhìn thấy nó đẹp lắm chị đấy. Rồi, chị đọc đi chị. Rồi. Alo. Cô để cô nhớ từ không? Cô để cái lắc từ ra từ đổi cái lắc rồi dạ 26 xô. Dạ cô Loan. Rồi 26 xô rồi em ơi, cô nói cô đi 26 xô rồi. 26 xô rồi. Dạ. 26 xô rồi. Xô rồi cô ơi. Bán bên trong rồi. Nhưng mà để con coi có gì con nói chuyện với cô sau nha. Dạ. Bên trong bán rồi.
Rồi, rồi, rồi cô, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều nha cô. À, và dạ, cái đôi bông cô tay. Cô đóng thêm đi cô. Dạ, ừ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều, dạ. À, cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Thanh Thủy ngày hôm nay rất là nhiều. Những cái món hàng mà phải nói rằng những cái món hàng mà Thanh Thủy đem đến ngày hôm nay rất là đặc sắc thưa quý vị. Không, em phải nói là cảm ơn cái người mở hàng đầu tiên của em ngày hôm nay. Wow. Đó, như vậy là không? Cái người mở hàng người, đầu tiên sẽ được một món quà rất là đặc biệt của em đó. Là đúng rồi. Cho nên em rất là cảm ơn cái quý khách hồi nãy là đã mở hàng cho em đó. Tại cho nên một lần nữa. Quý vị biết không, cái mình bán hàng đó. Tất cả quý khách như dạ đã ủng hộ em nữa. Dạ. À, cái người ta gọi hay gọi là người mở hàng mát tay. Người ta gọi là người mở hàng mát tay mà luôn mà cái người buôn bán của chúng ta luôn luôn tin tưởng vào cái điều đó. Mà Mỹ Trâm thì bán hàng cho nên Mỹ Trâm tin lắm quý vị. Ngày nào mà quý vị Trâm bán hàng mà quý vị cứ gọi vào đấy, nói thì mệt thật nhưng mà quý vị cứ gọi vào đó mà mua đấy, Mỹ Trâm rất là vui. Mỹ Trâm cứ nói hoài cũng được, không sao hết. Nhưng có tinh thần hoài, có tinh thần phấn khởi là nói hoài được ha chị ha. Cứ đứng hoài cho rất buồn lắm quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay rất là vui bởi quý vị đã gọi vào rất nhiều để mua những cái món hàng của Thanh Thủy. Dạ, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ. Là như vậy, và thứ hai là cũng không bỏ công cho cô phải soạn hàng tất cả. Nhưng quý vị cũng biết tất cả vendor đó là khi người ta bán hàng người ta phải soạn hàng cả ngày hôm trước, mấy ngày hôm trước người ta soạn 20 mấy xô. 27 xô. Dạ, 27. Cái đầu bông ra qua tay đây rất là rẻ luôn. Rồi, 28 bông soạn kiểu trái tim với 13 và 18. Hai viên chính giữa là 3 ly rưỡi nước ép Color VS Clarity và chỉ có 399 đô la mà thôi. Đó, lại thêm một đôi bông tai hình trái tim như thế này, quý vị cứ tự tưởng tượng đi. Hai viên 3 ly rưỡi này đó, mà nếu mà quý vị á, hai viên 3 ly rưỡi mà nước ép và VS này là quý vị mua là bao nhiêu tiền rồi? Mình mà mua phải là 300 trên 300 chị, tại vì 3 ly rưỡi đó chị phải 150 đến 170 một viên. Đúng. Dạ, thì 350 rồi, mà cái vỏ làm sao mà cái giá có 340 được. Đúng rồi. Dạ. Thành ra 399 đô la thì mời quý vị cứ việc mà quý vị mua là quý vị sẽ thấy rằng cái đôi bông này rất là khít khao. Mà cái này đôi bông hoa tai trái tim cũng có rất là có ý nghĩa mà vàng 18 nữa. Đúng rồi, dạ, đó của Hồng Kông làm. Quá là tuyệt vời, quý vị thấy đó. Cho nên mời quý vị nha, 399 đô la cho đôi bông tai này. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi mà mình mua được đôi bông tai rẻ mà đẹp mà nước trắng bóc như thế này. Ít khi nào mà những cái viên hột xoàn nhỏ mà nó trắng bóc như thế này mà quý vị có thể mua được cái giá thấp như thế này đâu thưa quý vị ạ. Rồi chúng tôi sang món số 29. À 29. Dạ, số tiếp 29 là một cái đồng hồ. À, đây một cái đồng hồ antique. Dạ, số 29 là một cái đồng hồ vàng 14. Yeah. Chị. Rồi, một vàng cái đồng hồ 14 gold hiệu Sima. Rồi, kiểu hiệu gì? Hiệu Sima good condition. Very good condition. Với 15.1 gram vàng 14, 34 viên hạt xoàn kết vòng xung quanh. Yeah. Khoảng 1 ly 7, 1 ly 8. Kết kết vòng xung quanh cái đai. Rồi 28 trái tim xô. Dạ. Giá bán cho cái đồng hồ này rất là đặc biệt, 1050 đô la cho cái đồng hồ này. À, cái này á quý mà vị có biết cái, không? Nó có cái nút vặn của nó là cái viên sapphire đó chị. Sapphire. Dạ, rất là đẹp. Đây là một cái kiểu đồng hồ antique. Dạ, antique. À, đúng rồi chị. Đây là cái kiểu một cái kiểu antique mà quý vị biết là ngày trước đó khi người ta làm những cái loại đồng hồ này đó là người ta làm hoàn toàn bằng vàng hết nha quý vị. Và even cái máy bên trong cũng vậy đó. À, rồi đây là cái kiểu mà trên cái hộp mặt của nó là hoàn hộp xoàn toàn bộ. Mà những cái viên này là nước gọi là nước e color không quý trắng vị lắm. Một, rất trắng, trắng. Đi e color không bởi vì những cái hộp xoàn mà bỏ vô những cái đồng hồ hiệu hồi xưa đó chị, đó đúng trắng rồi sạch không hả chị, đúng đa rồi phần là hộp trắng sạch không hả. Mà nhưng mà cái hiệu Sima này chắc là của Ý hay của gì của nước nào đây, của Swiss, của Thụy Sĩ hả? À vâng thưa quý vị, mà đồng hồ lên dây. Rồi bên kia nó có là cái viên không, cái này là không xài bằng pin chị, không có lên. Ta nói thế không mà. Em check trước khi em đem lên đây. Em check trước khi lên đây rồi. Em check everything hết, em đưa thợ đồng hồ chuyên rồi, người ta check hết rồi. Tức là chạy bằng pin. Yeah, very good condition chị ạ. Trời ơi, cho nên tôi nói là ô tô mà lắc mà cũng cứ cãi cho bằng được. Chứ đồ mà không work là không bao giờ có nên đem lên đây đâu chị. Người ta nói đem là, người vậy là đồ nói đã check hết
rồi. Automatic phải không? Tức là đồng hồ auto tự động. Lắc hả? À, nhưng mà bây giờ mình đồng hồ này nó chạy bằng pin, cho nên mình không cần phải đến dây, nhưng mà mình chỉ sửa giờ. À, nếu mà có gì trục trặc thì mình sửa giờ thôi. $1,050 quý vị mua chỉ được vàng và hộp sòn thôi đó. Còn cái đồng hồ là mình không có tính gì mà hết. Mà cái sợi dây nó hay đó, có 3-4 sợi dây chuyền. Dạ, sợi dây chuyền. À, 3-4 sợi dây chuyền. Anh ơi, anh chiếu vô một chút xíu này. Nó rất là đẹp, nó lạ. Cho nên em 3-4 sợi nó dính vào với nhau như này để nó làm thành một cái đai. Dạ, cái đai lắc. Đà là cái sợi dây nè. Đà, cái đai đồng hồ. 3-4 sợi thế này. Rồi chị quay ngược lại cái mặt kìa. Nó có sao đâu. Nè, đây nè chị, quay cái mặt này chị. Đẹp chưa quý vị? Chưa thấy, chưa thấy. Anh chiếu ở đâu vậy? Anh chiếu ở đâu vậy? Đó, để yên cho tôi làm. Để quý vị nhìn thấy không? Đẹp chưa? Đó, đây, với cái châm để ngang thì cho quý vị nhìn thấy. Đẹp không? Đó, cho nên đây là một cái kiểu đồng hồ mà 15.1 gram vàng. Và 14 máy good condition hết. 34 viên hạt xoàn, 1 ly 7 kết vòng xung quanh và một cái đai rất là dễ thương và đẹp theo cái kiểu antique. À, cái giá nó chỉ có $1,050. Ôi, biết Trâm đeo vào tay xinh lắm này. Rất là dễ thương chị. Thay anh vì mình đeo một cái ơi, một chiếc lắc vàng không thì nó không có đúng nó rồi. Bình thường hay chị ha. Còn cái này, mà cái đồng hồ này em thấy cái nút đây mà đây, để đây, dặn đây, đây, số đó chị. Đây, dễ thương. Có một cái viên sapphire màu xanh luôn đó chị. Cho nên rất là đẹp đó chị. Rồi. Đẹp chưa? Đó, wow. Thích quá quý vị ơi, cái này quý vị đeo cũng đẹp nè. Hoặc là cô con gái cưng của quý sang vị quá đó. Chị ha, dễ thương. Cô con gái cưng của vị đó. Đơn giản thôi mà rất là sang. Đeo cái này xinh lắm đó quý vị ạ. Mấy cô đó xinh lắm. Rồi mời quý vị nha, và chúng tôi sang cái món 30 đi. Dạ, món số 30 là gồm một bộ vòng có 3 chiếc. Những viên hạt xoàn này, những cái chiếc vòng này là có những cái viên hạt xoàn kết vòng xung quanh hết, nhưng mà cái này gọi là sammen nha, nó không có khóa chị. Gọi là sammen tức nghĩa là không có khóa. Vòng sammen. Vòng sammen tức là cái nó có 3 màu, cái này của Italy. Cái này đường kính là 60. Em đo là đường kính là 60. Dạ, đường kính là 60. Trong đó em có được 3 chiếc, một chiếc màu white gold. Cân nặng là 15.8 gram vàng. Một chiếc màu vàng là 16 gram và một chiếc màu gold gold là 16.8 gram vàng, tất cả đều là vàng 18. Wow. Dạ, hộp xoàn nặng. Những cái chiếc xoàn ở trong này á 2.000 đồng một chiếc là dạ. 3 chiếc là 6.000 đồng. Cân nặng đó mỗi một chiếc 3 carat hộp xoàn, trong đó 1 ly rưỡi nước ép color VVS và VS. Cái giá bình thường á là 2.500 cho một chiếc. Nhưng mà ngày hôm nay em bán là 2.000 cho một chiếc. Một bộ này là 6.000 cho 3 chiếc. Wow. Ba chiếc này ba màu. Cái em mà cái vỏ này chắc chỉ chắn có ghê nha. Vàng 18 mà chị rất là chắc chắn mà chị nè, chị coi nè, không có bị vướng cái này đồ Italy mà. Chị thích, rất chị thích ở cái điểm nè. Quý vị ơi. Nó là sammen, rồi đeo rất là đẹp, nó không có khóa. Vòng sammen thì mình làm là một việc rồi. Nhưng mà ở đây á, bên trong thích ở đây á là cái vỏ nó làm rất là dày dặn, nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là dày, cái vàng mà nó làm tức là làm narrow đó. Nhưng mà rất là dày vàng, chứ không phải là nói là to bản, làm nó hẹp thôi nhưng mà nó rất là dày. Và trong khi đó ở những cái viên hột xoàn nằm ở trong đây á, là những cái viên nó đặt nằm có giống như là bezel đó. Nó nằm sát đó, xuống nó luôn, sát không xuống. Có bị vướng chấu gì hết, mặc dù hộp đúng, nhỏ mặc nhưng dù mà là có chấu chắn. Nhưng là những cái chấu nằm sát, nó để sát, rất sát vào bên trong như thế này. Cho nên khi mà quý vị đeo vào đó thì quý vị không bao giờ sợ vướng cả. Dạ. Nè, sammen như vậy rồi. Rồi chị mở bây giờ ra trên vô. Cái cổ tay của Bích Trâm nè, bây giờ anh chiếu vào trong cái cổ tay rất của Bích Trâm. Rất là đẹp, thì chị ha, đeo như vậy nè, rất là fashion mà rồi. Lại sang. Đây nè, Bích Trâm có thể lấy ra được nè quý vị nha. Đeo vô nè. Đó, mình đeo như vậy rất chưa? Là fashion luôn. Ba chiếc, chiếc hồng, chiếc trắng, chiếc vàng. Đó, đẹp chưa? Mình đeo rất nè, ba chiếc nè, đó, ba chiếc. Quá sang luôn nè. Mà nó không vướng, Bích Trâm mê cái chỗ là nó không có bị vướng. Được ba chiếc ba màu luôn. Đa số mình đeo những cái vòng này mà có chấu nó móc vào trong mấy cái áo của ba mình. Ba chiếc ba màu. Màu trắng, màu vàng và màu gold gold. Đó, mình rất tháo là dễ dàng không quý vị? Đó, rất là dễ dàng rồi. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục với món số 31. Một chiếc 2.000, một bộ đó là ba chiếc là 6.000. Dạ. 6.000 đồng đó ông xã mua cho mình đi, hay là quý vị làm có tiền có việc mua đeo. Bây giờ mình ta trở lại đeo sammen rồi. Mà sammen bây giờ là có hột xoàn. Sammen ngày xưa sang hơn nhiều rồi chị ơi. Rồi và bây giờ chúng tôi sang món số 31 là mặt dây chuyền kiểu trái tim 3 gram 7 vàng 18. Có 20 viên hột xoàn,
2 ly và giá chỉ có 399 đô la, lại thêm một trái tim nữa. Hôm nay cô có ẩn ý gì đây, một cái tim hoài vậy nè. Cái tim hoài hả chị? Tim hoài. Tại vì em thấy gần tới ngày lễ tới rồi chị, thì mình đem đến với đài những cái mặt hàng để mà có thể mình mua để tặng quà cáp cho nhau đó chị. Đúng rồi. Cái này, cái mặt dây chuyền hình trái tim này cũng rất đẹp. Nó làm hai trái tim lồng vào với nhau đó, quý vị nhìn thấy không? Cái kiểu hai trái tim lồng nhau hay chưa? Một cái trái tim lớn, cành đó là cái trái tim nhỏ, tức là chồng vợ đó quý vị, hoặc là mà mẹ con. Cái mặt dây chuyền này, trái tim này đó chị, thì cái những viên hạt sòn thay vì nó làm bình thường là hộp tròn thôi, mà cái này là hộp sòn vuông. Cho nên nó hộp sòn vuông mà nó đi theo cái kiểu channel đó chị. Channel setting. Cho nên nó rất là đẹp. Và thì cái giá tiền cũng như nó mắc hơn cái tiền hộp tròn một chút xíu, nhưng mà rất là lạ và đẹp luôn. Tại rất vì sang. Bởi vì hộp sòn vuông, tại vì hộp sòn vuông cho nên nó mắc tiền hơn. Nó mắc hơn bởi vì cái cách khi người ta gắn vào đó quý vị. Mà cái giá chỉ có 399 đô la, rất là rẻ quý vị. Rồi và cái đường kính của nó bằng một cái đồng một cent đó nghe quý vị. Rồi và bây giờ chúng mà tôi em cũng nói luôn là ở ngoài tiệm em đó chị, thì có những một số chia nhẫn nhỏ nhỏ đó chị. Thì có thể quý vị có thể ra tiệm em á coi để mà có thể mua làm quà cáp cho những cái ngày lễ này nè. Cái giá rất là rẻ, chỉ một vài trăm đồng một chiếc nhẫn mặt dây chuyền thôi. Mà có thể mình mua tặng quà cho nhau. Đúng em rồi. Đang on sale rất là nhiều nha quý vị ra ủng hộ giùm em. Rồi, chạy ra lại lè quý vị ơi. Rất rồi. Rất nhiều món hàng để có thể mình tặng quà được đó quý vị. Rồi và bây giờ chúng tôi sang món số 32 là một chiếc nhẫn có 2 chiếc 5 gram 5 vàng 14. 15 viên hộp sòn baguette và 4 viên 2 ly và 1 viên 6 ly rưỡi và làm trên là cái bề mặt đó vào. Gần 6 ly 6 là 1 carat lẻ 2, nước G là nước G gà đó. Và G gà F, nước G F color và SI clarity. Ngày hôm nay chúng tôi on sale cả vỏ cả hột là 2.500 đô la. Đây trời, đó. Chiếc nhẫn này 2.500 đô la thì cái hộp sòn này đó quý vị. Nó được đường kính nó là được gần 6 ly 6, 1 carat lẻ 2. Nó SI, nó có chút dơ. Cho nên em bán on sale rất là rẻ, chiếc nhẫn này là 3.000. Nhưng mà ngày hôm nay em đem đến với đài em bán chỉ có 2.500 cho cả vỏ và hộp luôn. Trời cho nên rất ơi, là rẻ. Cái vỏ nó quá rẻ luôn, quá đẹp. Thì luôn cái hộp sòn này 1 carat này thì thí dụ như bây giờ giống như mình mua cái hộp sòn 2.500 hoặc là 3.000 là tặng phi cái vỏ rồi đó quý vị. Đúng rồi. Nếu mà thích mình đeo như vậy cũng được, hoặc không thì kiếm thêm hộp nó lên đôi bông tai là đeo lấp lánh. Đúng rồi, lấp lánh luôn đó quý vị. Ai mà biết thì bây giờ mình tìm thêm hai hộp bằng cái hộp sòn này, nữa. Nó có một chấm dơ nhẹ nhưng mà quá nhưng đẹp. Mà rất là chiếu quý chiếu lấp lánh luôn. Nước G, nước GF, nước GF lắm, là rất là chiếu không, luôn. Nó là colorless, tức là quý vị đeo là quý vị không thấy, rất tuyệt vời. Ngay từ cái cả từ bây giờ này, ngay trong lúc này biết trong cầm nó biết trong soi ánh đèn nè. Cái màu nó không có, nó không mình có, không thấy đâu, không có thấy khi mà đặt tiếng vô thì mình mới thấy thôi, nó có dơ nhẹ bên cạnh bìa và chỗ chấu chút xíu. Đúng vậy, nhưng mà rất là rẻ, 2.500 chiếc cặp nhẫn này mà ông quý ông nào mà sắp cái đến cái ngày anniversary thì muốn tặng cho bà xã mình một cặp này đi. Anniversary đó nếu có rất nhu rẻ. Cầu có nhu cầu về nhẫn thì mình mua về nhẫn, còn không thì mình để từ từ mình lấy một hộp nữa, mình mua thêm hộp nữa lên đo bông hoa đúng tai vậy. Một carat là đeo lấp lánh trên đúng tay rồi. Luôn rất là đẹp quý vị. Ghé quý vị, và cái cặp này chỉ có 2.500 cả vỏ cả hộp, tuyệt vời. Và chúng tôi sang món số 33. Dạ, kế tiếp là món số 33 cho một chiếc nhẫn kiểu two-tone. Cái kiểu này cũng rất là đặc biệt và lạ mắt nữa đó quý vị. Với 5 gram 5 vàng, vàng 18, 38 viên hạt xoàn, 1 ly 6, ly 7, nước F color VS. Cái giá on sale của em cho chiếc nhẫn này chỉ có 599 đô la mà thôi. Rất là rẻ quý vị, chiếc nhẫn này tính ra đi 5 gram rưỡi vàng, vàng 18 nha. Tất nhiên nó gặp một chỉ rưỡi vàng rồi. Và 38 viên hạt xoàn nữa mà nước F color, hộp sạch lắm, hộp rất là trắng và sạch. Mà cái giá chỉ có 599 đô la. Rất là rẻ quý vị ơi. Alo. 599 đô la cho một cái chiếc nhẫn two tone. Em Thanh Thủy nghe chị. Dạ em nghe chị. Và đặt cái họ đặt cái số 32. Cái vỏ số 32. Rồi, chị cần cặp phải không? Tên. Dạ, rồi, ok chị. Rồi, để em ghi số phone chị xuống nha. Ngày mai ra lấy phải không? Rồi, chị ghi số phone, để em cho xin số phone chị. Dạ, mai thứ tư. Rồi, chị đợi cho Bích Trâm một chút xíu để Bích Trâm ghi cái số phone của chị vào. Chị đọc cho Bích Trâm số phone. Hello?
Hello. Dạ. Chị đọc đi, chị đọc đi. À, khi này à, khi này chị đã gọi vào trong đó chưa? Trời không, nhưng mà bây giờ chị cho cái tên rồi, nhưng mà cái số phone, tại vì không có hiện lên cái số phone á, thành ra thôi không sao. Rồi bây giờ chị mua số 32 đúng không? Rồi em giữ số cho 32, chị rồi nhận chị cho Kiều. Chị đó phải không, phải số 32. Dạ đúng rồi, rồi chị Kiều, chị tên Kiều. Chị Kiều. Rồi cảm ơn chị, ngày mai chị ra lấy nha. Thank you chị, 11 giờ. Rồi, cảm ơn chị, số 32 số. Thank you chị nhiều nha chị. Nhớ đón coi thêm nha chị. Dạ, dạ em chào chị. Rồi, dạ. Bên trong nha, số dạ, 32 số. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang món số 33 là chiếc nhẫn Two Tone vừa mới tả cho quý vị đó. Là cái chiếc nhẫn Two Tone này rất là đẹp. Ở cái chỗ, cái design của nó là theo cái dạng mà được nhận theo kiểu Michael Pave. Quý vị có thể đeo nó giống như một chiếc nhẫn phong thủy, đeo ngón giữa, đeo ngón cái, đeo ngón trỏ đều đẹp hết nha quý vị, hoặc là quý vị đeo vào ngón có nhẫn cũng là rất là tuyệt vời. Và đây là một cái kiểu của Ý, và two tone nó đánh chéo với nhau theo dạng chữ X ở đằng dưới. Đúng chị, là dễ thương ha chị ha. Ừ. Nó vừa chắc chắn, nó vừa đẹp. Mà nó vừa nghệ thuật nữa. Mà chỉ có 599 đô la, và cái số hộp xoàng nằm trên này cũng phải là nửa cara hay nửa cara em. Cái đó gần 1 cara đó chị. Gần 1 cara đó. Nhẫn Two Tone này đó, đây là một cái kiểu rất là đặc sắc cho những cái, nếu mà quý vị thích mà những cái viên hạ xoàng này rất là trắng và sạch luôn á, mà cắt đẹp lắm, cho nên nó long lanh lấp lánh. Thích nghệ thuật thì đây là một chiếc nhẫn rất là tuyệt vời để mà quý chị vị thấy nó thể... làm cái Two Tone nó đẹp hết chị ha. Đúng cái vậy. Nghệ thuật của nó là một trắng một vàng á, cho nên rất là đẹp. Rồi chỉ có 599 đô la mà thôi. Và bây giờ chúng tôi sang món số 34, nói đi em. Dạ, kế tiếp là món số 34 cho một chiếc nhẫn kiểu ba hộp. Cái kiểu này gọi là kiểu I Love You với 4.3 gram vàng. Cái này là vàng platinum. Platinum. Dạ. Nó có chiếc nhẫn này nhẫn hiệu nha chị. Wow, nhẫn hiệu. Dạ. Nó có hiệu ở trong DN đó chị. Nè chị coi. Có một cái viên hạt xoàn chính giữa. Đưa cho chị chị soi thấy không? Chị soi. Rồi. Okay. Nghe nói platinum mà cái rồi tôi phải soi một cái. Chắc có đúng không á hả? Chắc có đúng không á mới được chứ. Dạ. 34 gram vàng, 34. 4.3 gram vàng vàng platinum. Bên trong chiếc nhẫn có một cái nhẫn, cái hộp xoàn theo cái kiểu design đúng của rồi. Đồ hiệu. Dạ. Ba cái viên hạt xoàn lớn chính giữa đó, mặt cắt rất là đẹp, người ta gọi là ideal cut đó quý vị. Tất nhiên là nó cut theo cái kiểu mà heart and arrow cut đó chị. Trái tim và mũi tên đó quý vị. Đúng rồi. Chính giữa đó là một cái viên hạt xoàn 4.75 ly. Và hai bên viên hạt xoàn là 3.9 ly và 3.85 ly. Đức F K L, I F K L chứ không phải F không nữa. Em biết là chắc Y đó, nhưng mà em nói I F đi. V V S và V S rất là trắng và sạch và đẹp luôn. Cái giá bán của em cho chiếc nhẫn này chỉ có 1.700 đô la mà thôi. Chị thấy chiếc nhẫn này rất là đúng rất rồi. Là, quý vị có biết rằng là rất là đáng giá chiếc nhẫn này. Cái chiếc nhẫn này á, bên trong á nó lại có một cái viên hộp xoàn nhỏ nằm bên trong nha. Nằm bên trong cái vòng nhẫn đó. Đây là phong thủy đó quý vị. Cái người mà nó có chút cái tên trong nghe, nó có khắc cái tên bên trong đó. Cho nên á, cái chiếc nhẫn này là một cái chiếc nhẫn phong thủy, bên trong nó có nhận thêm một cái viên hộp xoàn đặt bên trong như vậy để gì? Tức là người ta gọi là tiền của mà nó phải ngầm. Tức là nó phải mình phải được cất. Cho đó quý vị nhìn thấy cái viên hộp xoàn không? Đó, cái viên hộp xoàn bên trong cái nhẫn kia đó. Ngay cái vòng nhẫn đó là cái này quay qua quay về là quý vị nhìn thấy ngay. Thì đây là cái nhẫn phong thủy rất là tuyệt vời, nếu mà quý vị muốn cho mình trong tương lai đó tiền của nó dồi dào mình cất vô được đó, thì đây là cái chiếc nhẫn này đó ngay quý vị. Mà tuyệt vời ở đây đó, ba cái viên này nó trắng quá luôn á. Trắng lắm. Nó trắng. Ideal cut chị. Đúng. Nó trắng cái viên hạt xoàn đó là gọi là ideal cut đó. Cho nên quý vị mà lấy cái chiếc nhẫn này phải nói là quý vị sẽ hên. Ba hộp đều giống như nhau hết. Dạ, chiếc nhẫn này làm nhẫn đính hôn, đám cưới đồ quá xuất sắc hay chị ha. Cái nhẫn này mà không chiếc nhẫn này phong thủy nữa. Không biết ai là người may mắn để lấy cái chiếc nhẫn này. Chị thấy cái ngoại quốc nó hay hết chị ha. Những cái viên hạt xoàn đẹp quá. Dạ. Nó chọn và những cái design của nó phải cũng nó rất chọn là trắng đẹp. Ghê á. Và rất trắng. Sang chị thấy chưa? Dạ. Dạ, Mỹ Trâm xin chào ạ.
Chị Trang, em dạ. Không có đem nó các chữ gì chị Trang? À, nó có cái tên của là cái gì? T-H-E. À, Deli á chị. Deli. Dạ, đó. Cái đó là hay lắm, cái tên hiệu của nó. Ừ, cái tên hiệu đó dạ. Chị, mà bên trong cái cạnh đó là lại có chữ. Tên hiệu là tên của cái người ta làm nhận, người ta không, không, cái tên hiệu. Không, không, cái tên hiệu thôi. Dạ. Cái tên hiệu thôi. Dạ, cái tên hiệu thôi. Dạ, cái chữ chiếc này đẹp lắm, nó có số. Chiếc nhẫn này đẹp lắm đó chị. Chiếc nhẫn này những cái viên hạt xoàn đó. Rồi, đúng rồi. Chị tên gì chị? Sạch quá. Hột đẹp lắm, bên trong phải nói là trắng bắt, bên trong đang mê. Là hay cái đây là nó có cái viên hột xoàn đằng dưới là phong thủy đó chị. Phong thủy đó. Những cái đồ sang rồi, những cái đồ sang có. Chị muốn chị lấy kìa. Chị muốn rồi. Lấy kìa. À, chị đã ghi danh bên trong chưa? Chị đã ghi bên trong chưa? Em mới nói chuyện rồi, trong nói chuyện này em biết ghi chưa? Rồi, vậy thì bây giờ bên trong, rồi bên trong chuyện chị lại bên trong. Perfect. Rồi, em cảm ơn chị lại bên trong nha. Rồi, em cảm ơn chị. Chị giữ đường dây giùm. Dạ, rồi mời chị. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị cũng biết là phải nói là chị nào vừa đó mua mua chiếc nhẫn này là may đó. Quá đẹp, rất chiếc là hên. Với trong nói cái chị nào gọi là sắc trúng số đến nơi rồi. Biết ít khi nào mà mình nhìn thấy những cái chiếc nhẫn mà họ làm kiểu như thế này lắm đó quý vị ạ. À. Rồi chúng tôi sang món số 35. 34 xô. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang cái món số 35 là một mặt dây cô dê rất là tuyệt vời. Là mắc 12g và 35 viên, 2 ly, 1 ly 8 cho đến 2 ly, rồi 18 viên Blue Topa với 4 viên Bucky Sutrin ở vòng design và cái giá là $1,050. Cái sợi dây này đó quý vị, nó đẹp tuyệt vời ở cái điểm á, phải nói như thế này. Cái sợi dây nó không bao giờ ai có được. Nó đi đặt một cái làm. Đúng. Cái vòng mà half moon đằng giữa đó là những cái viên hột xoàn cái chỗ này không phải là ca ra mấy 2k không em? Cái chục bằng dựa này nè, đó. Nó là bởi vì nó 2 ly 2 ly hơn, mà. Hơn 2k hơn 1k ra chị ạ. À? Hơn 1k ra. Gần k ra rưỡi đó, đó chị. Khoảng gần k ra rưỡi. Dạ, mà trong khi đó trên cái sợi dây này đó nó có những cái viên, cái sợi dây đeo đó quý vị thấy không? Blue topa citrine. Blue topa and citrine. And then thay vì nó, một cái sợi dây bình thường thôi, còn cái này là nó đính trụ hộp nữa. Đúng. Cho nên cái kỹ thuật của nó làm rất là đẹp luôn. Cho nên đó quý vị nhìn lên bảng. Lạ mắt nữa, đó, cái giá chỉ có 1,050 quý vị ơi, rất là đẹp. Quá rẻ mà đeo đó. Cái này mà tiệc tùng sắp đến nơi rồi. Đó. Mình mua cái này có ngàn mấy mà mình đeo có sang biết là bao nhiêu. Quá sang luôn. Quá sang luôn. Những cái viên hạt xoàn, những cái viên citrine với blue topa á, nó nằm đính đây. Đúng. Đó sang kẽ sang kẽ. Đó, ở đây là cái hấp muôn để diamond cho nên xéo xẻo rồi. Đó, cho nên rất là lạ mắt quý vị. Đó. Những cái viên này, những cái viên này sutrin này nè, mình nhìn xa giống như yellow diamond vậy đó. Đúng rồi. Còn đây là blue topaz mà nhìn giống như là blue diamond hết chị diamond. Ha. Dạ, cho nên rất là đẹp. Số 35 xô. Dạ, cho nên cái giá chỉ có 1,050, rất là rẻ luôn đó quý vị. Rồi, 35 xô và chúng tôi sang món số 36. 36 nó là một chiếc nhẫn hai tầng xoàn làm theo kiểu tầng cấp để đi lên như thế này nè. Đó, đi là phải đi lên chứ không có đi xuống. Bởi vì kiểu phong thủy. Thế đeo phong thủy rồi chị. 3.6 gam vàng 14. 2 viên 1 ly 8 cho đến 2 ly 2. 2 viên 2 ly 7, 2 viên 3 ly rưỡi. F color VS clarity 2 viên đằng giữa đó quý vị là 3 ly rưỡi. Rồi cái giá chỉ có $595 mà thôi. Cái chiếc nhẫn này đó, phải nói rằng nếu mà quý vị làm cho một chiếc thay thế cho chiếc nhẫn mà Mary cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì bây giờ người ta không đeo một hạt xoàn là theo cái kiểu một đường một nữa, một band hai band. Bây giờ là hai band nó dính với nhau thế này, tức band dành cho chồng, band dành cho vợ. Mà một chiếc nhẫn này đó là chiếc nhẫn Mỹ, người ngoại quốc ta thích lắm đó chị, để đeo phong thủy đó chị. Đúng rồi. Thì đó là những cái từng cấp, những cái bước giống như bậc thang để đi lên đó chị, để lên cái đỉnh. Thì với cái chiếc nhẫn này số 36 này cái giá. Em xin anh ơi, số 36 này 595 ạ. Anh ơi. 595 anh ơi. Dạ. Không ghi lộn em sale xuống rồi còn 595 anh ơi. Dạ, thank you anh. Với cái giá 595 này á,
hai cái viên 3.5 ly chính giữa hết, quý vị mua hết là 300 đồng rồi. Em nói là bỏ đó là giá 300, mỗi một viên là 150, là hai viên 300. Rồi hai viên 2.7 ly nữa, ít nhất là phải 50-60 đồng một viên nữa. Rồi. Thì đó là 400 mấy rồi. Rồi. 400 mấy gần 500 đồng rồi phải không? Đúng. Rồi thêm bao nhiêu viên nữa nè? 2 viên 1.8 ly và 2 viên 2.2 ly nữa và 3.6 gram vàng nữa. Thì tất nhiên hơn một chỉ vàng. Mà cái giá của nó là chỉ có 595 đô la. Rất là rẻ nha quý vị. Mời quý vị mua chiếc này đi, rất là rẻ mà đẹp nữa đó. Rồi chúng tôi tại sang món số 37 em. Tại vì những cái chiếc nhỏ nhỏ thôi là 200-300 thôi, mà chiếc này rất là lớn cho nên rất là đẹp. Một cái nhẫn kiều 3 hột theo dạng I love you à, với 5.6 gram vàng 18, 2 viên xoàng blue diamond, 5.3 ly có một blue rất là tuyệt vời, 1 carat 50. À, viên chính giữa là 6.8 ly là 1 carat 20. À, good nước chi color good S-size. Và chúng tôi gửi đến cho quý vị 3.500 đô la mà thôi. 3.500 cho cái chiếc nhẫn này. Số 36. 36 số. Dạ, cái chiếc nhẫn số 37 này cũng rất là rẻ nha quý vị. Vàng là vàng 18, 5.6 vàng. Và 18 và hai cái viên hạt sòn blue diamond này là 5.3 ly cũng là bao nhiêu tiền rồi. Đúng rồi. Rồi thêm một hàng sòn chính giữa, mặc dù nó có dơ, 1 carat 20 6.8 có dơ nghe quý vị, cái này nó SI thôi, nó có bìa bên cạnh nhưng mà giá nó rất là rẻ. Cái giá này em tính ra nó có 1.500 hay nhiêu, 1.500 đến 2.000 cho cái hộp này thôi á. Bình thường cái chiếc nhẫn này đó là 5.000 nhưng mà ngày hôm nay em bán on sale xuống á, bình thường cái giá nó khoảng 4.500 nhưng mà ngày hôm nay em bán là 3.500 thôi quý vị ơi. Rất là rẻ quý vị. Rất là rẻ quý vị ơi, 3.500 thôi. Alo, cái viên chị dạ. Cái số 36 có người mua rồi, 595. Có người lấy bên trong rồi. Bây giờ vậy đi, để em backup chị nha. Backup chị nha, để em coi coi sao rồi ghi đi. Em gọi chị nha. Chị backup chị nữ nha. Tại vì bên trong bán đó chị. Rồi thank you chị, đón coi thêm đi nha chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ rồi chị. Vâng. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Dạ vâng, Bích Trâm xin chào ạ. Bích Trâm xin chào ạ. Xin lỗi. Nhẫn mà số 36 mà nó có mấy cái hàng hộp đó. Dạ bác rồi. Dạ, thì cái đó là cái color gì mà clarity gì chị? Dạ, nước F color VS clarity chị ạ. Dạ. Dạ, perfect. Đó là hồi nãy để là bao nhiêu, 500? 595. Dạ, 595. Dạ. Đó, em sale xuống. Từ nó có bao nhiêu hộp và từ mấy ly đến mấy ly ạ? Dạ, thưa nó là từ đây nè, 2 viên 1.8 ly, 2 viên 2.2 ly, 2 viên 2.7 ly, 2 viên 3.5 ly, đó nó là go up như vậy đó chị. À, nước F VS clarity đó. Dạ, rồi chị mua rồi phải không? Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc mừng chị nha. Rồi mời chị giữ đường dây. Rồi. Dạ. Yeah. Số 37 rồi. Này cho chiếc nhẫn 3 hạt diamond blue diamond và hộp vua hộp tròn này 3.500, rất là rẻ nha quý vị. Rất rồi. Là rẻ, 3.500. Rồi và chúng tôi chuyển sang món số 38 là một cái set gồm đó, cái có chiếc nhẫn này 3.500 rất là rẻ. Dạ. Yeah. À, một cái đôi bông tai toàn tem 5.2 gram 14. Có 44 viên diamond. Cái này có design của Italy, đem đọc chùm chị cho. Đem lúc này là viết hết đọc được rồi phải không? 44 viên hạt sòn 1.5 ly đến 2 ly nước F color VS. Cái giá bán của đôi bông hoa tai này là từ 850 mà sale ngày hôm nay là 650 cho đôi bông hoa tai số 38A và số B là cái pendant 3.3 gram vàng, vàng 14. Cái này cũng của design của Italy. 39 viên hạt sòn 1.5 ly đến 2 ly, chính giữa là một viên hạt sòn 2.5 ly. Cái giá 750 mà ngày hôm nay em sale xuống còn 550. Tất nhiên một bộ này vừa bông và vừa cái mặt dây chuyền luôn, chỉ có 1.200 đô la mà rất là dễ thương quý vị. Đôi bông hoa tai và cái mặt dây chuyền này gì? Cái bông này đẹp quá chứ dễ thương quá. Nó có duyên dáng lắm. Nó rất là duyên dáng, rất là phải nói rằng là vừa đẹp vừa sang. Dạ, đôi bông hoa tai là 650 và cái mặt dây chuyền là 550, cả bộ luôn 1.200 thôi mà là quá hoàn hảo luôn đó quý vị ơi. Đúng rồi. Tới mùa lễ tới rồi mình đeo một cái đôi bông hoa tai và một chiếc nhẫn cái pendant gì đó là rất đẹp.
Chị ơi đọc tiếp đi chị. À, cái set này đó gồm có đôi bông tai toàn ten giá 650 đô la và cái pendant là giá 550 đô la. Nếu quý vị mua cả bộ nó là 1,200 đô la. Đó, quá dễ thương, quá hả? Đẹp rồi, để biết trong một rồi. Cái số 38 đó là 650 và 550. Cái cha tôi gấp bắt lộn rồi. 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 Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị. Anh chiếu vào cái tai bên trong một chút xíu nè. Đó. Hello. Dạ, bên trong đây chị ơi. À, cho hỏi cái chi là giá số 37 cái hộp dừa bao nhiêu ly chị? Dạ thưa, cái hộp đằng dừa của nó là 6 ly 8 là 1 cara 20. Nhưng nó là SI bởi vì nó có một chút dơ nằm mấy cái góc nha chị, nó là SI nhưng mà nó rất đẹp. Nó cho nên cái giá là hai cái bột hai bên rồi, okay. Là Blue Diamond rồi. Em xin nói tiếp nghe, tại vì hết giờ nha quý vị. Nếu mà quý vị coi không kịp thì cứ chụp hình giùm em rồi gọi sao cho em nha. Đó. Rồi, kế tiếp là món số 39. Dạ vâng, cảm ơn chị. 38 là đôi bông hoa tai là 650 và cái pendant 550 nha. Còn em giờ em xin qua số 39 nè. Số 39 cho một chiếc nhẫn kiểu hai vành xoàn đeo rất là đẹp quý vị. Với 8.2 gram vàng, tất nhiên là 2 chỉ 1/8 đó, tất nhiên là dày dặn lắm. Vàng 14. 4 viên hạt xoàn 2 ly 3, 14 viên hạt xoàn từ 2 ly 6 đến 2 ly 9. 1 viên hạt xoàn chính giữa đó là 4 ly 8 5. Gần 4 ly 9. Nước ép color VS, cái giá bán bình thường đó, chiếc nhẫn này phải 2,200, nhưng mà ngày hôm nay em đem đến cái đài only chỉ là 1,750 đô la mà thôi. Rất là rẻ nha quý vị. Rất là rẻ. Trong khi đó 4 ly 7 đi, mình lấy là 700 đồng. Và 18 viên hạt xoàn kia đó, mình trung bình mình tính là khoảng từ 5 đến 60 đồng. Thì nó là 1,080 rồi. Thì hai cái này mình cộng lại thôi là cũng đã giá, nó là 1,750 rồi. Còn ngoài ra đó là mình dư tiền vàng và tiền công hết. Đúng rất rồi. Là rẻ. Bây giờ rồi, em phải chạy nha quý vị, cho nên quý vị cứ chụp hình. Cứ chụp lại hình nha quý vị, quý vị xin quý vị chụp chiếc lại hình. Chiếc nhẫn số 39 này cũng rất là rẻ, là 1,750 đô la. Số 40 là một chiếc nhẫn xoàn 4 carat lệ chính 10 ly 8. Wow, GH color VVS. Hộp rất sạch, rất đẹp. Và cái giá gửi đến cho quý vị là 24,500. Và cái vỏ riêng là 2,850. Đi chung với nhau là 27,350 đô la. Wow. Dạ, đây là một chiếc nhẫn rất là đồ sộ quý vị ơi. Wow. Cái vỏ này là cái vỏ Hồng Kông làm. Cái hộp chính giữa đó là 4 carat lẻ chính, đo được là 10 ly lẻ 8. GS color VVS. Cái hộp này rất là sạch, mặc dù nó là có hơi nước hơi phớt phớt nhẹ nhẹ một chút xíu. Cho nên nó gọi là GH đó. Nhưng mà rất là sạch. Bên trong mình đặt kiến mình coi luôn, không có thấy tì vết một chấm nào hết trơn á. Cho nên em nói là cỡ VVS và VS đó quý vị, hộp rất là sạch. Thì cái mặt cắt cũng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, excellent cut luôn á. Nó nằm trong một cái vỏ vàng 18 Hồng Kông như thế này á, xung quanh ở ngoài này là hộp 2 ly 8. 2 ly 8 hết, mà cái vỏ này vỏ Hồng Kông nó còn new nè. Còn khác. Thì cái hộp á em bán là 24,500 và cái vỏ là 2,850 đô la. Total cả hai là cả hai là 27,350 đô la. Cho nên mà mặc dù cái hộp này nó không có giấy của GIA nhưng mà em vẫn làm giấy tờ tiệm. Đúng sau rồi. Này quý vị có thể trade in vô hay cái gì đó em vẫn em vẫn có thể là trade in của khách được. Rồi. Đó, không, mời quý vị nha. Không có lo lắng gì hết đó, đông qua rồi cái chuyện mà trade in vô với em. Đúng rồi, quý vị cứ chụp lại hình giùm cho biết chăm. Rất là đẹp. Rồi, số 41 là một cái vòng cầu xoàn 17.8 và 14 two tone white gold and yellow gold. 46 viên hột xoàn 1 ly 6, 1 ly 7. F color VS clarity và giá là 900 đô la. Chiếc dòng cầu chu thon này cũng rất là đẹp. Với những cái viên hột xoàn thế này phải nói đeo một cái là đáng một cái luôn nha quý vị. 900 đô la, mời quý vị chụp hình cho cái trăm đi. Mà vàng rất là nặng, 17.5 gram vàng, 17.8 thì tất nhiên gần 5 chỉ vàng rồi đó quý vị. Dạ, 5 chỉ vàng rồi đó. Đó. Mà làm theo cái kiểu chu thon đó, những cái viên hạt xoàn cũng nhỏ nhưng mà trắng lắm, 46 viên hạt xoàn. Tuyệt vời. 1 ly 6, nước F color VS 900 đô la. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang món 42 đi, 42. 42. Lắc tay.
một chiếc lắc tay vàng 18 của Hồng Kông Design với 5g4 vàng vàng 18, 4 viên hạt xoàn 2.3 và 2.4 nước ép color VS. On sale chỉ có $499 mà thôi. Wow, $499 cho chiếc lắc tay. Bình thường mình mua một cái giỏ nhẫn nhỏ xíu xíu vàng thôi cũng là 200-300 rồi, bây giờ cả cái sợi dây quá chiếc trời lắc vậy. Luôn mà cả hộp sòn luôn mà chỉ có 499 thôi quý vị ơi, rất là rẻ. Có nghĩa rằng là đây là quý vị có thể mua cái này mình cho rồi. Mình đeo mình rồi đeo, mình cho đó, đeo dễ thương những cái dịp mà gọi là quan trọng đó. Dễ thương quá, có mấy trăm đồng thôi. Rồi đó, và bây giờ chúng tôi sang món 43. 43 là cái mặt trái tim. Một mặt dây trái tim xoàn 2g vàng vàng 14, 35 viên hạt xoàn 1 ly 3 và một viên ngọc trai màu hồng. Cái giá on ly sale ngày hôm nay $250. Wow, mua ngay đi quý vị. Rẻ. Bắt đầu từ 40 trở lên để em xuống. Còn có 200 mấy mà quý vị cứ cứ mua đi. Tại vì rất là rẻ thì em cũng tạo điều kiện cho những người người chúng thích quan, và những người thích nhẹ đúng nhẹ rồi, thôi đúng đó rồi, thì đúng đeo. Rồi. Nhưng mà cái mặt dây trái tim này rất là dễ thương nha quý vị. Cái mặt trái tim bình thường đó là đã cái giá 350 rồi đó, nhưng mà em gắn vô thêm cái ngọc trai luôn mà em bán chỉ có 250 thôi đó quý vị ơi, rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Đây chị nè, lớn lắm chứ không phải nhỏ xíu trời đâu. Thấy không? Quá trời. 250. Quá. Mà và cái số 44 cũng là một chiếc nhẫn ngọc trai. 4g vàng vàng 14, 25 viên hạt xoàn 1 ly rưỡi. Cái viên ngọc trai chính giữa đó. Số. Có màu xám. Mà em sale luôn cái chiếc nhẫn này luôn, $250 mà thôi. Oh, cái này mua giỏ thôi, mua nhẫn, đúng mua hộp sòn hoặc là mua vàng thôi. Đúng rồi. Cái chiếc tất cả đều này free hết đó quý vị, $250. Có $250 cho cái chiếc nhẫn này thôi. Số 44. Dạ. Xong. Là quý vị đã nhìn thấy mình đeo trên tay một chiếc nhẫn là duyên dáng. Dạ, chỉ có 250 thôi. 250 mà thôi. Dạ, và cuối cùng là một chiếc lắc tay xoàn. Với 13.9g vàng vàng 14, 18 viên hạt xoàn 2.3 và 9 viên hạt xoàn từ 2.7 và 2.8 để đi xen kẽ với nhau. Nước ép color VS. Cái giá on sale của em chiếc lắc này bình thường là $1.850 mà ngày hôm nay em sale còn $1.450. Đó là món cuối cùng của em số 45. Dạ. Là cái lắc đeo tay này chỉ có $1.450 mà rất là rẻ. Chị đọc lại chiếc lắc 45 đi chị. 18 viên hột xoàn 2.3, 9 viên 2.8, nước FVS Clarity từ 1.850 bớt hẳn 400 chỉ còn $1.450 mà thôi. Perfect. Trong khi vàng nó nặng đến 13.9g và 14. Cho nên quý vị mua ngày hôm nay phải nói rằng là cô Thanh Thủy đỏ sale 44 xô. 44 xô. Rất là rẻ quý vị ơi, mấy chiếc nhẫn đó này. Dạ. Quá rẻ, mình đeo là cũng, bởi vì cái chiếc nhẫn này mọi khi là cũng phải 300-400 mà bây giờ chỉ có 250. Là cái lấy đi quý vị. À, và cái vòng đeo tay là 1.850 bây giờ chúng tôi chỉ giới là $1.450. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi, quý vị cứ hãy gọi là gọi vào rồi chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý vị những cái món mà quý vị thích. Rồi tất cả những cái chờ quý vị đã mua mà bên trong thì chúng tôi đã bán rồi, mà nếu quý vị muốn gọi là ngày mai quý vị tới thì quý vị coi thì cô Thanh Thủy sẽ có những cái đặc biệt. Chiếu lại số 37 giùm anh ơi, để cho quý vị có thể mua những cái món điều tra mà quý vị yêu thích quý vị nhé. Bích Trâm rất là mong mỏi rằng quý vị sẽ ra để mà lấy những món hàng và đồng thời để quý vị bỏ tên vào đó và quý vị bốc thăm để trúng được cái món miếng vàng cho cái ngày cuối tháng này. Thanksgiving nghe quý vị. Cho nên chúc mừng cho quý vị ngày hôm nay, quý vị đã ủng hộ cho Thanh Thủy rất nhiều. Vâng, quý vị cứ coi số 37 đi rồi chúng tôi sẽ trước khi kết thúc thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bán nữ trang giá rẻ bất ngờ với tiềm tàng Thanh Thủy hàng tuần vào mỗi thứ ba từ 5 giờ đến 7 giờ và ngày mai thứ tư là mỗi 1-2 tuần thì tiệm vàng Kim Cương lại đến với chúng ta. Chỉ là người đã gọi là bán và phục vụ cho cộng đồng của chúng ta rất là lâu năm, cũng trên dưới gọi là gần 30 năm qua. Cảm ơn quý vị và mời quý vị cùng trở lại với tiệm vàng Kim Cương ngày mai từ 5 giờ đến 7 giờ. Mời em. Dạ, em cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ em hôm nay nghe rất là nhiều. Chúc quý vị ngày mai
Ngày mai, mấy giờ? Dạ em mở cửa 11 giờ rưỡi. Nếu mà quý vị hồi nãy giờ không coi kịp á, thì cứ gọi lại cho em với cái số điện thoại của em là 714-316-9565. Dạ, 714-316-9565. 316-9565, dạ, quý vị. Dạ, 714. Dạ, 714-316-9565. Đây, nếu cảm ơn quý dạ vị rất là nhiều. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, ăn ngon. Ăn ngon. Dạ, và ngày mai ra lấy hàng giúp em. Rồi. Em ở cửa sẽ 11 giờ rưỡi. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ em ngày hôm nay. Rất là rồi nhiều. Em cảm ơn quý vị. Rồi, kính chào quý dạ vị. Em kính chào quý vị. Dạ, quý vị ngày mai. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều.